tôi đang cạm cụi làm việc thì điện thoại bỗng đổ chuông màn hình điện thoại không hiện tên người gọi điện nhưng chỉ cần nhìn dãy số kia thôi thì tôi đã biết đó là em ngọc anh alo anh à ừ sao thế em cuối tuần này chúng mình đi sapa chơi đi có được không anh em muốn được đi lên đó cùng với anh thêm một lần nữa tôi suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời em ok em Vậy em chuẩn bị đi Cuối tuần chúng mình đi Lát anh chuyển tiền vào tài khoản cho em Sau đó em hãy đặt phòng và đặt xe trước nhé Anh đang có nhiều việc phải làm quá Nên không có thời gian tìm hiểu những việc đó Em giúp anh nhé Dạ vâng Mọi việc cứ để em lo Chỉ cần anh đi cùng em là được Ừ, anh biết rồi Thế nhé, bye em nếu cuối tuần này tôi và em đi chơi thì bây giờ tôi phải cố làm cho xong đống công việc còn đang dang dở này. Có như vậy thì đi chơi mới thoải mái được. Thật lòng mà nói tôi cũng rất hào hứng với những chuyến đi chơi xa như vậy cùng em. Chiều thứ sáu tan làm tôi và em lên xe đi Lào Cai luôn. Gần sáng thì chúng tôi tới nơi. Bởi vì vẫn còn rất sớm nên chúng tôi nhận phòng và nghỉ ngơi lấy lại sức rồi buổi chiều mới đi chơi nhưng vừa lên tới phòng thì tôi đã muốn được ôm em hôn lấy đôi môi mềm mại của em ngay cả một đêm nằm bên cạnh em nhưng lại không thể làm điều mình muốn làm tôi thật sự rất khó chịu tôi đã nhịn nó cả một đêm rồi bây giờ tôi không thể nhịn thêm được nữa tôi say mê em yêu em đến phát điên tôi yêu đôi mắt lúng liếng đa tình của em tôi yêu đôi môi lúc nào cũng đánh son mùi cherry của em tôi yêu mái tóc mượt sành điệu với những sắc màu trẻ trung của em Tôi yêu làn da nõn nà xuân sắc của em Mọi thứ về em Đều hoàn hảo đến nỗi Trong lòng tôi Em như một nữ thần Nhưng Em lại chỉ là nhân tình của tôi Tôi đã có một người vợ Và một đứa con gái Vợ tôi không xinh đẹp bằng em Có lẽ phải phấn đấu rất nhiều Mới bằng em được Vợ tôi béo, tóc sơ dối Chẳng bao giờ được trải chuốt gọn gàng da thâm và nhiều vết dạn nứt do đợt sinh đẻ để lại đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng với những nếp nhăn ở khóe mắt trông giả nua và xấu xí trên người toàn mùi dầu mỡ khi nấu ăn khiến tôi chẳng thể nào có hứng thú vợ tôi là người phụ nữ hay đi nói xấu người khác nhưng không bao giờ nhận thấy bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì vợ tôi là loài động vật cằn nhằn nhất thế gian chỉ cần tôi lỡ để quên một chiếc áo trên ghế, cô ấy sẽ nói cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ mới thôi. Vợ tôi không sành điệu, không bao giờ đi spa và đặc biệt buồn xỉn. Cô ta cân đong đo đếm từng đồng với một người bán hàng dù đó chỉ là một ngàn, hai ngàn. Sở thích duy nhất của vợ tôi là săn hàng giảm giá. Nếu nói về vợ thì chắc hàng ngàn trang giấy nữa mới đủ để nói về cô ta. Nhưng tôi không muốn đối với đàn ông một khi đã hết yêu là không muốn nói gì nữa họ sẽ đi tìm kiếm một hơi ấm khác ngày xưa tôi luôn muốn khi trở về nhà sẽ có một người phụ nữ xinh đẹp chờ cơm của mình cô ấy cười dịu ngọt và nói với tôi anh đã về rồi những đứa con của tôi cũng sẽ đẹp như cô ấy chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời nhưng đó chỉ là ước muốn mà người đàn ông nào cũng mong có và không phải ai cũng có được trong căn phòng chỉ có em và tôi tôi ôm lấy em thật chặt chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em càng hôn tôi lại càng muốn em nhiều hơn chúng tôi hôn nhau say đắm như muốn khắc sâu khoảng khắc ấy vào tâm trí đôi tay tôi lột bỏ những thứ vướng víu trên người em cả hai như bị cuốn vào một vũ điệu tình yêu từng bước đi đều nhẹ nhàng và đầy cảm xúc trong khoảng khắc đó, thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đập chung một nhịp. Sự cuồng nhiệt và đam mê như lan tỏa khắp không gian. Từng cử chỉ, từng cách chạm đều chứa đựng sự khao khát đến điên cuồng. Rất lâu sau đó, chúng tôi mới dừng lại. Bao giờ thì anh bỏ chị ta? Em thọ thẻ bên tai tôi. Cho anh một hai ngày nữa em biết mà, bọn anh đã sống với nhau gần 7 năm rồi. Tôi nắm lấy tay em. Em hứ một cái rồi nằm quay lưng về phía tôi. Anh vẫn còn yêu chị ta chứ gì? Nếu còn yêu người phụ nữ đó thì anh còn nằm đây với em ư? Tôi ôm em vào lòng, cắn nhẹ lên bờ vai em. Em là người phụ nữ trong mơ của anh. Anh sẽ sớm biến em thành hiện thực của anh cô nhân tình đột ngột quay lại ôm lấy tôi em hôn tôi và nhìn tôi rất sâu em chỉ muốn làm vợ anh thôi tôi không biết nhưng em luôn có những hành động hoặc là bộc phát hoặc là bất ngờ khiến cho tôi không kịp trở tay nó khiến tôi đê mê chết chìm trong cái thứ lửa cuồng nhiệt mà em thắp lên một người đàn bà đầy lửa tình tôi biết họ chính là một người nguy hiểm nhưng tôi thích điều đó đàn ông là những kẻ ưa mạo hiểm thích được chinh phục và luôn có khao khát chinh phục những điều mới mẻ và em chính là người phụ nữ khơi gợi được tất cả những điều đó trong tôi tôi luôn nghĩ đây là người phụ nữ hoàn hảo nhất thế gian mà tôi tìm kiếm được tôi nói với em rằng cho anh vài ngày anh sẽ nói với cô ta chuyện ly hôn sau đó tôi đáp lại cái hôn của em bằng một cái hôn dài cách đây vài hôm tôi nói với vợ rằng cuối tuần tôi sẽ đi công tác ở tỉnh chỉ cần nói với vợ tôi như thế thôi là cô ấy sẽ không hỏi gì nữa không làm phiền đến tôi nữa cho tới khi tôi xuất hiện trước mặt cô ấy tại nhà cô ấy là vậy chỉ cần là những chuyện về công việc vợ tôi không bao giờ muốn xen vào cứ nói bận công việc cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi ít ra thì cô ta cũng tốt đẹp ở điểm này mãi tới tận chiều tối ngày hôm sau tôi mới trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi khi tôi bước vào nhà liền được nghe mấy câu nói quen thuộc anh đã về rồi đấy à tôi ử đại một tiếng rồi đi vào phòng lấy quần áo đi tắm chẳng cần quan tâm vợ tôi đang làm gì và con tôi đang ở đâu tắm rửa sạch sẽ và sảng khoái xong tôi mới ra ngoài con đâu dạ con đang chơi bên nhà cô lâm để em qua đón con về rồi nhà mình ăn cơm nhé con gái tôi có vẻ thích nhà cô lâm hàng xóm cũng tốt có người chơi còn hơn là không có ai chơi cùng rồi lại sinh ra đủ thứ chuyện về nhà nhìn thấy vợ là tôi lại nhớ đến em tôi nằm cạnh vợ lòng tôi lại càng thêm nhớ em nhớ hơi thở nhớ làn da mềm mại thơm tho của em quay sang vợ tôi buồn bực hỏi mấy ngày rồi em chưa gội đầu vậy hôi lắm hả anh khi chiều em định gội rồi. Mà Cam, nó lại có lịch học ở trung tâm nên em phải đưa con đi học. Về lại chuẩn bị cơm tối, tắm rửa cho con mà quên mất luôn. Ừ, thôi, ngủ đi. Một lúc sau, tôi đã nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của vợ. Ở nhà mệt đến thế sao? Vừa nói ngủ liền có thể ngủ ngay được. Đúng là ăn được ngủ được nên nhìn thân hình cô ấy cũng thật mỏ mỡ. Không giống như Ngọc Anh em ăn uống rất rẻ chừng lại còn thường xuyên tập nhảy nên dáng người rất đẹp không bèo nhèo như vợ tôi nằm trằn trọc một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ và rồi tôi đã mơ một giấc mơ vì quá nhớ em tôi lại đến với em thế nào rồi chuyện anh hứa với em anh đã làm chưa ngày mai ngày mai anh sẽ nói với cô ta chiều nay anh đã xin nghỉ một ngày rồi Tôi là người đàn ông nói được làm được. Và lại, tôi cũng không muốn lừa dối vợ thêm nữa. Tôi đã chán cái cảnh, cứ phải lấm lét nhắn tin, cứ phải giả vờ công việc, cứ phải cáo bẳn lên với vợ vì những chuyện vặt vãnh. Có lẽ tình yêu đã phai nhạt, khiến người ta thấy được con người thật của nhau. Vợ đã không còn là người phụ nữ tôi từng yêu nữa. Cô ta giống như một người đàn bà xa lạ. Ngày hôm sau, tôi trở về nhà với ý định sẽ nói ra quyết định ly hôn. Nhưng khi đứng trước cửa, nghe những tiếng ho như xé ruột xé gan của vợ, tôi lại chần chừ Cô ta bị ốm. Chắc là bị viêm họng chăng? Nếu bây giờ tôi nói muốn ly hôn hoặc tôi nói tôi đã yêu một người phụ nữ khác, thì cô ta có dành cho tôi những chàng ho hay không nhỉ? Cô ta sẽ giả vờ ho để tôi thấy thương hại. Đúng thế, cô ta sẽ giả vờ cho mà xem. Nhưng tôi đã hứa với nhân tình, tôi cũng đã quyết tâm đến nỗi xin nghỉ làm. Mẹ ơi. Đó là tiếng gọi thất thanh của con gái tôi, nghe ngữ điệu tôi cảm nhận được đầy sự sợ hãi. Tôi mở cửa ra thì thấy vợ tôi đã nằm trên sàn nhà, xung quanh cô là bát cơm màu hồng và đồ chơi của con. Có lẽ cô ấy đang cho con ăn. Tôi đứng như trời trồng ở cánh cửa, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì, phải đến khi con gái gọi. "Bố ơi, mẹ chết rồi." thì tôi mới định thần lại được và chạy đến bên vồ lấy vợ tôi đỡ vợ dậy cơ thể đang dần phát tướng của cô ta nặng đến nỗi khiến tôi phải vịn vào kệ bếp cạnh đó tất nhiên là cô ta vẫn chưa chết cô ta vẫn còn sống hơi thở từng đợt ấm nóng phả vào cổ tôi đã lâu rồi tôi và cô không còn nghe thấy hơi thở của nhau gần đến mức này nữa hơi thở và cơ thể của vợ luôn có mùi thức ăn mùi sữa mùi nhà bếp giờ đây da thịt của tôi đã nhuốm hơi ấm thơm tho của cô nhân tình thúy thúy ơi tôi cố gọi vợ còn đứa con gái bên cạnh thì cứ khóc thét khiến tôi càng luống cuống tôi cố gắng bình tĩnh lại nghĩ xem mục đích của mình lúc này là gì tôi sẽ nói ly hôn đúng vậy tôi về nhà chỉ là để nói với vợ rằng tôi sẽ bỏ rơi cô ta để đến với người con gái khác nhưng giờ cô ta đang bất tỉnh. Đây thực sự là một điều tôi không nghĩ đến. Mặc kệ, tốt nhất cứ đưa đến bệnh viện đã, khi cô ta tỉnh lại tôi sẽ nói chuyện sau. Thế là tôi liền gửi đứa con cho hàng xóm và đưa vợ đến bệnh viện. Trên xe, nhân tình liên tục nhắn tin hỏi tôi đã giải thoát chưa mà phát bực. Tôi tắt điện thoại, quay sang nhìn vợ. Trước giờ vợ tôi là một người rất khỏe, cô chẳng bao giờ đau ốm cũng chẳng bao giờ than mệt. Đó chính là lý do tôi đã sợ mất mật khi nhìn thấy vợ nằm dài trên sàn nhà. Chắc cô ta chỉ bị tụt đường huyết hay thiếu máu gì đó thôi. Nhưng bác sĩ lại nói với tôi rằng vợ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi rất tiếc. Tôi đã cười trước cái thông tin mà bác sĩ nói rằng đó là một thông tin đáng tiếc với tôi làm sao có thể tin được là một người khỏe như cô ta lại có thể bị ung thư phổi được. Có thể là vợ anh đã giấu bệnh, hoặc là cô ấy biết cơ thể không khỏe nhưng lại không đi khám. Tôi nhớ ra, vợ tôi là người phụ nữ tiết kiệm, bụn xỉn. Cô ta có thể nhịn ăn sáng cả một tuần chỉ để mua đồ chơi cho con, mà trong khi đó tôi vẫn đưa tiền cho cô ấy hàng tháng. Vợ tôi nói cô không bao giờ phải uống thuốc bệnh cảm vặt vãnh thường để cho tự khỏi bởi uống thuốc sẽ khiến cơ thể ta nhờn với thuốc vợ tôi không bao giờ được đi khám sức khỏe định kỳ vì cô ta là một bà nội trợ và cũng chẳng bao giờ tôi đưa vợ đi cô ta chỉ quan tâm đến tình trạng lợn sạch lợn bẩn tôi hỏi bác sĩ liệu rằng cô ấy còn bao nhiêu thời gian Bác sĩ thở dài một cái nhìn tôi, như thể ông không bao giờ muốn nói điều đó cho tôi biết. Khoảng hai tháng nữa. Tôi cười. Bệnh này cũng ác liệt nhỉ. Thích thì đến, mà không cho người ta phút giây thích nghi nào cả. Rồi tôi đập bàn. Hai tháng? Làm sao một người có thể chấp nhận được mình sắp chết chỉ trong hai tháng? Tôi rất xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của ông ấy, nhưng tôi thật sự giận ông ta vô cùng. Lời xin lỗi của bác sĩ là một sự bất lực trước căn bệnh mà ông ta không thể chữa trị được. Một lời xin lỗi của bác sĩ với người nhà bệnh nhân chẳng khác nào một tờ giấy báo tử. Phần nào đó trong tôi đang thắt chặt, đầy đau đớn. Vợ tôi nhất quyết không nằm viện, cô ấy cũng từ chối thuốc thang. Cô nói, em muốn về nhà. Ngay cả lúc này rồi, cô vẫn sợ sẽ tốn tiền của tôi tôi hét lên với cô em bị điên à em không dùng thuốc thì làm sao chịu nổi nhưng vợ tôi vẫn chỉ mỉm cười đau bằng đau đẻ là cùng chứ gì nó không giống nhau các tế bào của em đang bị hủy hoại dần đấy nhưng đằng nào mà chả chết sao đến nước này rồi vợ tôi vẫn có thể nói năng tỉnh bơ như vậy đáng lý ra cô ta phải sốc tâm lý hoặc là phải khóc lóc trên vai tôi chứ cô ta mạnh mẽ đến như vậy sao thảo nghe anh nói này anh còn phải đi làm ai sẽ chăm sóc em đây em có thể tự lo được mà tôi im lặng tại sao người đàn bà này lại cứ phải khiến tôi phát điên lên như vậy cô có thể nằm ở viện như thế sẽ có người chăm sóc tận tình tôi đâu thấy tổn hại gì nhiều tôi muốn trả ơn cho cô vì đã làm vợ tôi suốt mấy năm qua thật ra Em muốn ở bên cạnh anh, chỉ bên cạnh anh thôi. Vợ tôi mệt mỏi nói, bàn tay cô lần đến bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được một lớp mồ hôi nhấp dính trong bàn tay ấy. Nhưng tôi vẫn nắm nó lại, tôi không còn ghê tởm nó như những ngày tháng qua nữa. Tôi muốn cho cô một chút hơi ấm. Em muốn được chết ở ngôi nhà của chúng ta. Em không muốn chết ở nơi lạnh lẽo này. Đây có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của vợ Thế là tôi đồng ý. Cô nhân tình như phát điên lên khi nghe tôi nói sẽ dừng lại mối quan hệ này trong vòng 2-3 tháng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được người phụ nữ khiến mình điên cuồng này không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ. Khi cô ấy phát điên lên, những lớp da mặt của cô ấy xô lại với nhau, tạo thành một khuôn mặt gớm ghiếc. Ánh mắt của cô ta chỉ toàn sự lạnh lẽo, vô tâm. Cô ta đã tát vào mặt tôi và bảo: "Đồ lừa đảo!" tôi không phản bác tôi đúng là thằng lừa đảo mà anh xin lỗi cô nhân tình nhếch môi cười xin lỗi anh thử nghĩ xem tôi đã cho anh những gì tôi đã làm những gì vì anh anh xin lỗi anh ngủ với tôi hết lần này đến lần khác anh lừa tôi rằng anh sẽ bỏ vợ bây giờ anh chơi chán chê rồi anh lấy cớ vợ bị ung thư để chạy sao anh xin lỗi cô ta càng cười lớn hơn khuôn mặt càng đáng sợ hơn cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi gằn lên từng câu từng chữ anh cứ đợi đấy tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt rồi cô nhân tình ngốm nguẩy bỏ đi cô đã từng là người phụ nữ hoàn hảo đối với tôi là nữ thần trong lòng tôi vậy mà giờ đây khi nữ thần nổi giận và bỏ đi tôi lại không thấy sợ hãi thậm chí tôi còn thấy nhẹ nhõm nghĩ ra cũng đúng Vợ là ân nhân của tôi, cô ấy đã phải chịu bao nhiêu vết thương khi làm vợ tôi, chắc là rất nhiều. Cô ấy lo cho gia đình, sinh cho tôi một đứa con, luôn chiều tôi dù tôi có khó chịu với cô như thế nào, vì tôi không quan tâm, vì tôi luôn để ý đến những thứ khác, không phải là cô ấy, cho nên tôi không nhận ra. Tôi trở về nhà với vợ, mọi công việc đều được hoãn lại, có vẻ như là cấp trên cũng hiểu cho tôi. Ông ấy nói rằng, tôi có thể giải quyết công việc ở nhà. Vợ là người đáng trân trọng, cô ấy thực sự là ân nhân của mỗi người đàn ông. Khi cô nằm ngủ say trên giường, tôi chợt thấy vợ mình rất đẹp. Cô ấy đã hơn 30 tuổi, dù đã có đôi chút nếp nhăn nhưng không rõ rệt. Cô ấy không cần trang điểm mỗi khi đi chơi, không cần quá lộng lẫy để thu hút ai cả. Tôi đắp chăn lại cho vợ và ngồi xuống bên cạnh cô phải rất lâu rất lâu rồi tôi mới ngắm nhìn vợ như thế này cảm giác giống như đang nhìn gì đó cũ kỹ mà ta đã bỏ quên bấy lâu nay vợ hỏi chờ mình cô mở mắt nhìn tôi anh về rồi à đó là ước mơ của tôi một người vợ xinh đẹp đứng trong căn bếp đầy ấm áp nói với tôi rằng anh đã về tôi vẫn nghĩ đó là mơ ước cho đến tận bây giờ nhưng tôi không nhận ra rằng Vợ mình đang rất cố gắng để hiện thực ước mơ đó. Em có mệt không? Vợ tôi gật đầu. Cô ấy nghe chừng muốn ngồi dậy, tôi liền đỡ cô ngồi. Cô nhìn tôi thật lâu nói: "Em muốn nghe nhạc." Tôi liền gật đầu, bật bài Bức tranh từ nước mắt của Mr. Siro. Cả cô ấy và tôi đều thích nghe bài này. Tôi nhớ như vậy. Thời yêu nhau, từng vì bài hát này mà tôi yêu cô, cứ luôn bảo cô hát cho tôi nghe. Tôi khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát, cô nhìn tôi cười. Anh vẫn còn nhớ cơ à? Anh vẫn nhớ, anh nhớ hết những gì thuộc về khoảng thời gian của chúng ta. Tôi bất ngờ khi chính mình nói những câu này, thật đáng xấu hổ. Đã rất lâu rồi anh không lãng mạn như thế này, là vì em bị bệnh sao? Tôi lúng túng, một phần đúng là như vậy, một phần khi nghe bài hát này vừa cất lên, rất nhiều kỷ niệm đã ùa về trong tôi, kỷ niệm của hai đứa. Tôi nhớ mình đã quen vợ như thế nào, bị cô ấy thu hút ra sao. Cô ấy là một cô gái hoàn hảo, đã từng là một người rất hoàn hảo vào lúc đó, có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, nhưng cô đã chọn tôi vì cô nói rằng trong mắt tôi có sự chân thành. Tôi từng nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, biến cô thành người phụ nữ vừa hoàn hảo, vừa hạnh phúc nhất thế gian này. Giờ thì sao? Cô ấy nằm đây, bệnh tật, xanh sao, bị chồng phản bội, từng suýt nữa phải đối mặt với chuyện ly hôn. Tôi đã làm gì cuộc đời cô thế này? Tôi đúng là một tên lừa đảo. Hóa ra tôi không biện hộ được là vì những gì người ta nói về tôi đều đúng tôi đã đi lừa hết người này người nọ lừa cả chính bản thân mình rằng tôi thật sự tốt đẹp xứng đáng để có một người phụ nữ hoàn hảo ở bên cạnh anh sao thế vợ tôi hỏi tôi cười trừ không anh chỉ nghĩ về những kỷ niệm đã qua thôi những chuyện ngày xưa ấy hả ừ anh nhớ lại anh đã từng nói yêu em ra sao cầu hôn em thế nào tôi nắm lấy tay em ôm em vào lòng trên người em bây giờ không còn mùi đổ ăn thức uống nữa mọi chuyện giống như đang trở về những năm tháng xưa cũ tôi là chàng trai muốn chinh phục cô gái này có thể làm tất cả vì cô chỉ để lấy được cô làm vợ còn cô là một cô gái xinh đẹp quyến rũ khiến bao nhiêu tên đàn ông quỳ dạp xuống dưới chân ngước lên nhìn như nhìn một vị nữ thần đã lâu lắm rồi em mới lại thấy đúng là anh có phải anh đã từng lừa dối em đúng không tôi không biết phải trả lời câu hỏi này của cô như thế nào tôi im lặng lắng nghe cô nói tiếp anh luôn không muốn về nhà với vợ con người anh luôn có mùi của người phụ nữ khác những tin nhắn vào giữa đêm những cái cười ngọt ngào khi anh lơ đãng tôi chết lặng nhìn cô vợ tôi cô ấy đã nhìn thấu tất cả, còn tôi giống như một tên hề diễn trò cho cô xem. Anh, anh, cô đặt tay lên môi tôi, xụt nhẹ. Đừng xin lỗi em, cũng đừng thừa nhận điều đó. Tôi nhìn vợ đầy khó hiểu. Tại sao cô ấy đã biết tất cả nhưng lại không muốn tôi thừa nhận? Hãy nói rằng anh luôn yêu em. Hãy nói với em rằng cả đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi như ngày xưa anh vẫn nói hãy nói với em rằng tất cả chỉ là điều em tưởng tượng mà thôi hãy nói với em như thế đi cổ họng tôi như đang mắc nghẹn trong lòng như có ngàn đợt sóng tôi ôm chầm lấy vợ cô ấy khiến tôi cảm thấy như đang bị trừng phạt có muôn ngàn mũi kiếm đang đâm xuyên qua tôi cô ấy đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ mấy cái đừng sợ chúng ta lấy nhau là một điều đúng đắn nếu lựa chọn lại em vẫn sẽ chọn yêu anh và lấy anh tôi rơi nước mắt nhưng cố để cô ấy không biết nếu cô ấy biết chắc hẳn sẽ rất đau lòng kẻ có tội luôn là kẻ bị chính tội lỗi của mình làm cho đau đớn vợ chồng nào cũng sẽ có những khoảng thời gian khủng hoảng đừng sợ cô ấy chỉ coi mọi chuyện là một khoảng thời gian khủng hoảng nhẹ nhàng đón nhận chứ không hề trách móc điều này chỉ càng khiến tôi thêm quản thắt người phụ nữ hoàn hảo trong tôi sụp đổ hoàn toàn không còn ai hoàn hảo nữa cả mọi thứ đều trống rỗng trên đời này làm gì có người phụ nữ nào hoàn hảo nếu có thì đó phải là người biết yêu và biết tha thứ anh yêu em anh sẽ yêu em đến lúc chết tôi vùi đầu vào vai cô ấy đây là lời nói chân thành nhất cuộc đời tôi nhưng tôi không cần ai phải tin đó là sự chân thành nữa cả. Em tin anh. Vợ tôi nói. Đừng tin anh. Em không tin anh thì còn ai tin anh nữa chứ? Cô ấy nói đúng. Nếu vợ tôi không tin tôi thì thế giới này đâu còn ai tin tôi nữa. Huống hồ tôi còn là một tên lừa đảo bội bạc. Vợ tôi luôn tin tôi dù tôi đã làm gì cô ấy, dù tôi khiến cô ấy đau khổ dày vò nhưng cô ấy lại sắp rời xa tôi đây chính là sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho tôi phải đánh đổi bao nhiêu mới có thể khiến cô ấy trở lại là cô gái của ngày xưa tôi phải chết bao nhiêu lần cô ấy mới khỏi bệnh phụ nữ chúng em hoàn toàn không bao giờ muốn là nạn nhân của sự đổ vỡ em muốn được yêu thương nên luôn phải nhún nhường để được yêu thương tôi hôn vợ nụ hôn dài và sâu nụ hôn tưởng như đã mất từ rất lâu rồi nụ hôn thay cho lời tôi muốn nói với vợ mà không thể đột nhiên tôi nhận ra đôi tay cô ấy không còn ôm tôi nữa hình như tôi không còn nghe thấy hơi thở của cô nữa vội vàng đặt cô ấy nằm lại xuống giường tôi hốt hoảng gọi tên cô trong vô vọng thúy 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 ơi Tôi bất lực nhìn em ra đi Trái tim đau đớn không thể diễn tả được Tôi cứ vậy mà ôm em Khóc nấc nghẹn ngào Tôi choàng tỉnh giấc Trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt chưa kịp khô Tôi vội vàng nhìn sang bên cạnh Vợ tôi Cô ấy vẫn đang say giấc Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ Không Nó chính xác là một cơn ác mộng đối với tôi Đến bây giờ trái tim tôi vẫn còn thấy đau khi nghĩ về hình ảnh cuối cùng trong cơn ác mộng tôi ngồi dậy và một mình lặng lẽ ra phòng khách tôi suy nghĩ rất nhiều tôi phải đưa ra quyết định cơn ác mộng đó chính là một lời cảnh tỉnh dành cho tôi nếu không muốn mất đi những thứ thật sự tốt đẹp thật sự thuộc về mình tôi phải chấm dứt những sai lầm ngay ông trời sẽ không cho chúng ta cơ hội để nói nếu như buổi trưa ngày hôm sau tôi hẹn gặp em tại một quán cà phê quen thuộc sương à chúng ta dừng lại đi em có vẻ như không tin vào những gì tôi đang nói em cười với tôi anh đang nói gì vậy hưng anh đang đùa đấy à không anh không đùa anh hoàn toàn nghiêm túc mới hôm qua anh còn nói cho anh vài ngày anh sẽ nói ly hôn với vợ để cưới em vậy mà bây giờ anh lại nói chúng ta dừng lại đi anh nghĩ em là ai mà anh thích thì đến chán rồi thì nói dừng lại là xong anh xin lỗi em cười nhếch môi anh có chắc là muốn dừng lại với em không tôi không biết nói gì với em lúc này mặc dù tôi vẫn còn lưu luyến em nhưng phần lý trí còn sót lại trong tôi lại nhắc nhở tôi rằng phải chấm dứt với em anh thật sự xin lỗi nhưng anh không thể tiếp tục với em được nữa lý do lý do anh muốn chúng ta dừng lại là gì là vì vì anh không muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái này nữa anh không muốn lừa dối em và cả cô ấy anh không muốn sau này sẽ sống trong ân hận và dằn vặt em nhìn tôi đôi mắt đỏ ngầu trong giây phút tôi hiểu ra rằng nữ thần tức giận lại có bộ mặt đáng sợ đến vậy em gằn từng chữ từng chữ một nói với tôi anh là thằng hèn thằng tôi tôi nhất định sẽ khiến anh phải mất tất cả mọi thứ những lời này của em những cử chỉ và ánh mắt ấy y như trong giấc mơ tôi đã thấy em bước ra khỏi quán nhìn dáng em khuất dần lòng tôi không một chút hối tiếc hay sợ hãi bởi không có điều gì khủng khiếp hơn bằng nỗi đau cách biệt âm dương tôi sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt chỉ cần là vợ tôi sẽ không phải ra đi như trong cơn ác mộng đó là được hôm nay tôi trở về nhà sớm hơn mọi khi thấy tôi về cô ấy ngạc nhiên hỏi sao hôm nay anh về sớm thế ừ dạo này công việc cũng ổn ổn rồi nên anh về sớm hơn thôi khi tôi còn chưa nói xong cô ấy đã quay lưng lại với tôi tiếp tục công việc đang giang dở anh thay đồ tắm rửa rồi chơi với con nhé em nấu cơm cũng sắp xong rồi tôi vào phòng thay đồ rồi đi ra ngồi xuống bên con gái con gái bố đang làm gì đấy con đang tô màu bố ạ à? bố thấy con tô có đẹp không tôi nhìn vào bức tranh rồi tiếp tục hỏi con bé con đang vẽ gia đình mình sao dạ vâng đây là bố đây là mẹ còn đây là con này trong bức tranh tôi và vợ tôi đang nắm tay nhau đi bên cạnh tôi là cô con gái của chúng tôi có lẽ bức tranh là mong ước của mọi đứa trẻ chúng luôn khao khát về một gia đình hạnh phúc và vui vẻ bên nhau tôi nhìn con gái mình cũng đã lâu rồi tôi không ngồi bên cạnh con nói chuyện với con nhiều như thế này tôi đi làm cả ngày tối lại lấy cớ công việc còn nhiều phải tăng ca làm thêm để hẹn hò bên nhân tình tôi đã bỏ quên những điều thật sự thuộc về mình với con gái tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố với vợ tôi lại càng sai. Thời gian đầu khi chúng tôi mới lấy nhau, Thúy và tôi đã từng rất hạnh phúc, cũng đã từng quấn quýt không rời. Rồi khi cô ấy sinh con, những năm đầu tiên khi con ra đời, tôi vẫn là một người chồng người cha tốt. Hàng ngày đều tan làm đúng giờ và về nhà với vợ con. Tôi trông con để vợ nấu cơm, cuối tuần chúng tôi lại ra ngoài đi chơi, đi mua sắm. Đúng vậy, Chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc đến thế cơ mà. Nhưng bắt đầu từ sau khi gặp Ngọc Anh, cách đây hơn một năm. Nhà với tôi dần dần trở nên xa cách, mọi sai lầm bắt đầu từ đây. Liệu bây giờ tôi muốn chuộc lỗi cho sai lầm ấy có quá muộn không? Liệu khi biết tôi đã phản bội cô ấy, cô ấy có tha thứ cho tôi không? Sau bữa cơm, tôi lấy máy tính ra vờ như đang làm việc nhưng thật xa là tôi đang trốn tránh cô ấy tôi vẫn chưa dám đối diện với vợ tôi và cũng chưa biết làm sao để đối diện với cô ấy vào lúc này cảm giác tội lỗi mỗi ngày một lớn dần trong tôi nhưng ít nhất là nó không tệ như cái cảm giác mất cô ấy trong giấc mơ cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ mặc dù tôi biết đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại rất thật chân thật đến mức khiến tôi vô cùng sợ hãi và mỗi lần nhớ đến, trái tim lại không ngừng quặn thắt. Một buổi trưa mùa hè, nắng như thiêu như đốt, chẳng ai muốn rời khỏi nhà trong cái thời tiết ấy. Ấy vậy mà, Thúy lại buộc phải ra ngoài trong cái nắng trói trang ấy. Thật lòng, cô cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng cô không thể không đi. Đó là cuộc gọi từ Ngọc Anh. Cô ấy muốn gặp cô và cô muốn biết cô ta muốn nói gì với cô. Thúy bước vào quán cà phê Highland nằm ngay trên đường láng. Cô nhìn qua một lượt rồi cô dừng lại ở một chiếc bàn trong cùng. Nơi đó có một cô gái với mái tóc màu nâu bóng bẩy đang ngồi quay lưng với cửa ra vào. Chào cô, cô có phải là Ngọc Anh? Đúng rồi. Thúy ngồi xuống quan sát người con gái đối diện mình. Cô ấy rất đẹp, đúng là rất đẹp và sành điệu hơn cô về mọi mặt. Cô có thể hiểu được lý do vì sao chồng mình chọn cô ấy. Phàm là người ai cũng yêu thích cái đẹp. Cô cũng vậy và anh cũng không là ngoại lệ. Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy? Ngọc Anh ngồi dựa người vào ghế ung dung nhìn Thúy nói. Chị có biết tôi và chồng chị đã bên nhau được hơn một năm rồi không? Thúy điểm nhiên trả lời không một chút ngạc nhiên với cái tin động trời đó tôi biết Thì sao? Ngọc Anh có vẻ sốc với câu trả lời của Thúy Cô ấy không nghĩ Thúy lại có thể bình tĩnh tới mức ấy Nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần Nở nụ cười đầy mỉa mai nhìn về phía Thảo Chị có muốn biết Vì sao anh ta ngoại tình với tôi không? Vì anh ta chê chị xấu xí, bèo nhèo Người toàn mùi bếp núp khó chịu Lại còn hay cằn nhằn anh ấy cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời cằn nhằn đó của chị anh ấy còn nói với tôi rằng ở bên tôi anh ấy mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự chị có hiểu điều tôi muốn nói không hay để tôi nói rõ hơn nhé mặc dù có thể đoán trước được những điều này nhưng thúy vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng dù sao cũng là phụ nữ bị chồng lột trần hết mọi xấu xí trước mặt tiểu tam thử hỏi trong lòng có tức có khó chịu không? Ừ, rồi thì sao? Chẳng phải anh ấy vẫn chọn quay về bên tôi sao? Đẹp cũng chẳng có ích gì lắm thì phải. Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thứ ba, không danh, không phận. Ngọc Anh cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào, bởi cô ấy đã nói quá đúng. Sau hơn một năm bên nhau với bao hứa hẹn, thì cuối cùng Hưng đã chọn cách chia tay cô để quay về bên vợ con. Trước khi kết thúc cuộc chuyện trò, Thúy nói với cô ấy rằng Anh ấy chọn cách quay về bên tôi là bởi vì giữa chúng tôi còn có những điều quan trọng hơn sắc đẹp và đam mê tình ái. Vợ con gia đình luôn là nơi người đàn ông đều sẽ tìm về sau những cuộc chơi. Đó mới là nơi họ thật sự thuộc về, là nơi họ muốn dùng tất cả để bảo vệ, chứ không phải là những cảnh đẹp xa hoa phổ phiếm bên ngoài. Chị thật sự sẽ chọn cách tha thứ cho anh ấy sau tất cả những gì mà anh ấy đã gây ra ư? Tôi không chắc, mọi thứ phụ thuộc vào anh ấy. Dù sao, nhà vẫn luôn là nơi ta quay về, chỉ là ta có muốn hay không mà thôi. Khi đối diện với Ngọc Anh ở quán cà phê, Thúy cố gắng giữ bình tĩnh và điềm nhiên, dù cho lúc đó trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng cô không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt tiểu tam Nhưng lúc trở về nhà Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng Thúy không thể kiềm chế được nữa Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Khi nghĩ về những lần Anh lừa dối cô để hẹn hò với nhân tình Cảm giác cay đắng tội nhục Đau đớn Tất cả như muốn xé nát tâm can cô Vắt kiệt sức lực của cô Chiều hôm ấy Khi tôi trở về nhà Cửa nhà vẫn đóng, tôi mở cửa bước vào trong. Không thấy hai mẹ con Thúy đâu. Bất chợt, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi. Có khi nào Thúy đã biết chuyện tôi ngoại tình và cô ấy chọn cách rời xa tôi trong im lặng không? Tôi run sợ, lấy vội điện thoại ra bấm gọi cho cô ấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc. Nỗi sợ hãi càng lớn dần lên trong tôi tôi gọi điện thoại cho tất cả người thân của cô ấy đều không ai biết cô ấy đã đi đâu cũng không ai nghe cô ấy nói điều gì bất thường cả tôi ngồi xuống ghế vò đầu bức tai không biết là cô ấy đã đi đâu thành phố rộng lớn thế này tôi biết đi đâu để tìm được cô ấy bây giờ tôi gọi tên cô ấy trong vô vọng thúy ơi thúy em không thể cứ thế mà rời xa anh được tôi vùng dậy lao ra khỏi nhà với một ý nghĩ duy nhất, tôi phải đi tìm cô ấy, tôi nhất định phải tìm được cô ấy, sẽ quỳ xuống thú tội với cô, sẽ van xin cô tha thứ cho tôi, chỉ mong cô ấy đừng rời xa tôi. Khi cửa thang máy vừa mở ra, Thúy và con gái xuất hiện trước mặt khiến tôi bị đơ mất mấy giây, rồi sau đó ôm chầm lấy cô. Em đi đâu mà anh gọi mãi không được? Em đưa con đi dạo một chút thôi. Tôi nhận ra trong lời nói của cô ấy có gì đó không bình thường. Có khi nào tôi buông cô ấy ra? Thôi, chúng ta về nhà đi. Bữa tối hôm đó của chúng tôi đã diễn ra trong im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, làm chuyện xấu thì tâm bất an, quả đúng là như vậy. Những ngày qua tôi luôn lo sợ, sợ vợ tôi sẽ biết chuyện xấu xa mà tôi đã làm. Tôi lo sợ không biết cô ấy sẽ làm gì khi biết mọi chuyện. Liệu cô ấy có đau lòng tới mức muốn làm gì đó dại dột không? Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không? Có muốn chia tay với tôi không? Rất rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Chúng ta nói chuyện đi. Giọng nói đều đều của cô ấy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ là cô ấy vừa cho con đi ngủ xong. Chuyện, chuyện gì vậy em? Tôi lắp bắp hỏi lại cô ấy. Thúy nhìn tôi, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can tôi, lột sạch những gì xấu xa mà tôi đang cố giấu giếm. "Chiều nay em đã gặp Ngọc Anh." Tôi nghe trong đầu mình có tiếng nổ, bùm. "Bây giờ em muốn nghe anh nói. Anh hãy nói đi, tất cả mọi chuyện." "Nói, tôi biết nói gì đây. Trời ơi, tôi phát điên mất thôi." Thảo, anh... anh thật sự xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi. Anh biết anh đã làm cái việc thật xấu xa, hèn hạ. Tôi nắm lấy tay vợ, moi hết tim gan ra để nói lời xin lỗi cô ấy. Nhưng vợ tôi đã hất tay tôi ra một cách lạnh lùng. Anh và cô ấy, bao lâu rồi? Tôi cúi đầu thành thật. Từ lúc bắt đầu gặp đến bây giờ là 17 tháng. Thúy quay mặt đi, đưa tay lên lau vội giọt nước mắt cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao cô ấy càng làm vậy khiến tôi càng cảm thấy mình thật tồi tệ em muốn làm gì hãy cứ làm đi đừng giấu cảm xúc trong lòng muốn đánh muốn mắng muốn chửi gì anh cũng được anh chịu hết anh chỉ mong em đừng giấu những đau đớn trong lòng một mình đó hoàn toàn là những lời thật lòng của tôi giờ phút này điều tôi lo sợ không phải là cô ấy sẽ làm gì tôi mà là tâm trạng của cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ giấu tất cả những đau đớn ấy cho riêng mình. Tôi sợ cô ấy sẽ sinh bệnh, sẽ làm những điều dại dột khi tâm lý bất ổn. Thả rằng cô ấy cứ mắng, cứ đánh, cứ chửi hay khóc lóc gì đấy, tôi sẽ còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng có lẽ bây giờ, những lời tôi nói ra cô ấy đã không còn tin nữa. Thúy đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau cô ấy trở ra với một ôm gối chăn từ hôm nay anh hãy ngủ phòng bên cạnh đi thúy vào phòng cô ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương đã rất lâu rồi cô không nhìn mình trong gương lâu đến vậy cô nhận ra một điều cô đã đối xử quá tệ với chính mình trên bàn trang điểm của cô không có một lọ kem dưỡng da nào kem chống nắng có một lọ nhưng cô cũng không nhớ mình đã mua nó từ khi nào và lần gần nhất cô đã dùng nó là khi nào cô chẳng nhớ nổi nữa còn son ưa đâu đó có một thỏi nơi góc bàn cô chỉ mới có một đứa con thôi mà tại sao lại để bản thân xấu xí tàn tạ đến mức này cơ chứ đến bản thân cô còn thấy mình xấu xí và gớm ghiếc thì thử hỏi chồng cô anh ấy sẽ nghĩ sao chứ anh sai một thì cô sai mười rồi cái sai của cô là không biết tự chăm sóc cho chính mình, không để ý đến chồng, không khéo léo vun vén cho những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống vợ chồng. Bấy lâu nay, cô đã đánh mất chính mình. Bản thân cô cũng đã từng có những ước mơ, những tham vọng về sự thành công của bản thân. Những điều đó đi đâu mất rồi? Không phải cô không biết chuyện chồng mình đã có nhân tình ở ngoài. Ấy vậy mà, cô vẫn không chịu thay đổi bản thân để kéo anh về, giữ lấy mái ấm trọn vẹn cho con. Để tới lúc Tiểu Tam tìm đến tận cửa, bị cô ta chê cười mỉa mai và sỉ nhục, cô mới nhận ra bản thân cô cần phải thay đổi. Những ngày sau đó nữa, tôi vẫn ngủ bên đấy. Ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy nói, thì tôi không biết phải làm gì nữa. Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Con tan học lúc 5 giờ, anh có thể về đón con được không? Giờ đó tôi đã tan làm, nhưng từ chỗ làm đến trường của con phải mất thêm 30 phút nữa, nên tôi sợ rằng mình không kịp để đón con. 5 giờ anh mới tan làm nên anh sợ không kịp. Nếu vậy thì tôi đón con, anh về nấu cơm và trông con, tôi đi công việc của tôi. Đi công việc? Có bao giờ anh thấy cô đi công việc gì đâu? Mà lại còn đi vào lúc chiều tối như vậy nữa chứ? Cô đi đâu mới được chứ? Thắc mắc vậy thôi, chứ tôi đâu dám hỏi thẳng cô ấy. Mấy giờ em về? Tầm 7 giờ 30 tôi về. Anh ở nhà nấu cơm, trông con. Ừ, anh biết rồi. Từ hôm đấy, cô ấy thường về nhà khi tôi đã cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Buổi tối sau khi con ngủ, cô ấy lại ngồi cạm cụi bên máy tính rất lâu. Có khi là tới gần sáng mới đi ngủ. Chiều hôm nay là chủ nhật, cô ấy nói tôi ở nhà trông con để cô ấy đi đám cưới bạn học cùng cấp 3. Khi cô ấy bước ra, tôi thật sự đã không tin vào mắt mình. Vợ tôi đã đi được 5 phút nhưng dường như tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ và ngạc nhiên. Tôi hỏi cô con gái gần 6 tuổi của mình. Con gái à, mẹ con hôm nay. Mẹ con hôm nay đẹp đúng không bố? Hôm qua mẹ hỏi con là con có thích mẹ xinh đẹp không? Thế con nói sao? Con nói có chứ, con thích mẹ thật xinh đẹp. Ở lớp con, ai cũng thích bạn Nhật Hạ vì bạn ấy rất xinh đó bố. Vợ tôi, cô ấy đã thật sự thay đổi rồi. Cô ấy đã giảm cân, thân hình đã cân đối hơn, tóc tai cũng gọn gàng hơn. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng ôm sát người. Phần vai của chiếc váy được thiết kế theo kiểu hở hở hững không quá lộ liễu mà cũng chẳng phải kín đáo trông cô ấy rất đẹp vẻ đẹp mặn mà đầy sức cuốn hút sau những ngày chìm trong đau khổ và tuyệt vọng thúy đã đứng dậy cô ấy muốn thay đổi không còn chỉ sống vì chồng vì con mà quên đi chính mình nữa việc đầu tiên cô ấy làm đó là đăng ký tập thể hình tại một phòng tập gym gần nhà chẳng phải chồng cô chia cô vừa xấu vừa béo sao lâu nay Cô đúng là đã bỏ bê bản thân mình quá lâu rồi. Việc nhà con cái đã biến cô từ một cô gái vạn người mê thành một người phụ nữ bị chồng chê. Thúy quyết tâm tìm lại chính mình, không chỉ đi tập thể hình để lấy lại vóc dáng mà cô còn đăng ký một vài khóa học online. Cô dự định sẽ đi làm lại. Cô đã nghỉ ở nhà quá lâu nên bây giờ cô phải học lại, phải tìm hiểu lại mọi thứ và bắt đầu lại mọi thứ ba tháng sau thúy đã đi làm lại cô ấy đã xin vào làm cho một công ty chuyên về xuất nhập khẩu đúng với chuyên ngành mà cô ấy đã từng học chúng tôi vẫn sống trong cùng một mái nhà nhưng lại không giống người cùng một nhà chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau mỗi người ngủ một phòng đã mấy tháng trôi qua tôi vẫn không hiểu là cô ấy có tha thứ cho mình không cô ấy làm như vậy là sao liệu chúng tôi có kéo dài tình trạng này đến bao giờ chiều nay khi tôi và con gái đang đi dạo dưới sân tòa nhà thì thấy thúy đang đứng nói chuyện với một gã trai trẻ hai người không biết nói chuyện gì nhưng rất vui vẻ đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy vợ tôi cười như thế với tôi cậu trai trẻ kia là ai tại sao cậu ta lại có thể thân mật với vợ tôi đến thế tôi đoán hai người chắc hẳn đã quen nhau từ trước đó tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn cảnh đó Tôi bảo với con gái Mẹ con kìa Con gọi mẹ đi rồi chúng ta cùng về Con gái tôi liền gọi lớn Mẹ ơi mẹ Thúy nghe tiếng con gái gọi Liền quay đầu lại nhìn con Sau đó nói thêm một vài câu Với cậu trai trẻ nữa Rồi mới đi về phía hai bố con chúng tôi Cậu ta là ai vậy Huấn luyện viên thể hình Ồ thì ra là như vậy Thả nào nhìn dáng người cậu ta ăn đứt tôi còn vợ tôi, cô ấy ngày càng xinh đẹp hẳn ra, dù gì cũng từng một thời khiến bao anh xin chết vì em cơ mà. Sau khi chia tay Ngọc Anh, những ngày đầu tôi thật sự bị tra tấn tinh thần vì những tin nhắn và cuộc gọi đến từ cô ta. Nhưng dạo gần đây, cô ấy không còn làm phiền tôi nữa, tôi nghĩ chắc là cô ấy cũng đã quên tôi rồi, cho nên không muốn làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Nhưng không, đàn bà thật sự rất đáng sợ một khi họ đã nổi giận thì bạn sẽ không thể biết được cô ấy sẽ làm gì bạn đâu sáng nay khi giám đốc gọi tôi vào để bàn về dự án hợp tác với công ty ngọc anh mới đầu nghe cái tên công ty tôi đã nhớ về em nhưng tôi đâu có ngờ được rằng ngày hôm nay tôi sẽ gặp lại em và điều khiến tôi không ngờ nhất đó là công ty mà chúng tôi hợp tác trong dự án lần này chính là công ty của nhà em quả thật phải đối mặt với em trong tình huống này, tôi có chút bối rối. Tôi không ngờ em lại có gia cảnh giàu có đến vậy. Sau cuộc họp với đối tác, tôi được giao nhiệm vụ sẽ là người phụ trách làm việc trực tiếp với công ty nhà em, và em chính là người đại diện cho công ty Ngọc Anh làm việc với công ty tôi trong dự án mới này. Tôi không biết việc này là trời tính hay người tính, nhưng với tôi, nó thật sự áp lực. Tôi phải đối diện với em thế nào đây? Sau một ngày dài làm việc, tôi trở về nhà với thân xác bơ phờ, mệt mỏi. Tôi nằm vật xuống ghế sofa. Tôi muốn ngủ một giấc, muốn quên hết những ngộn ngang và bộn bề của công việc. Thúy và con gái trở về nhà thì thấy Hưng đang nằm ngủ trên ghế. Cô không đánh thức anh. Cô để anh ngủ thêm một lát. Cô đã đi làm nên cô hiểu công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc khó khăn và mệt mỏi tới mức chỉ muốn nghỉ việc. Nhưng lại không thể nghỉ vì chỉ có trẻ con mới làm mọi việc theo ý thích, còn người lớn thì không được như vậy. Chúng ta chỉ có thể cố gắng và cố gắng mỗi ngày mà thôi. Tôi tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngập tràn căn phòng và tiếng vợ tôi nói với con gái. Con ra gọi bố dậy ăn cơm đi. Tôi đợi con gái đến để nghe được âm thanh thân thương của cô bé. Bố ơi, dậy thôi, dậy ăn cơm đi bố ơi. Tôi mở mắt ra âu yếm nhìn con gái, bể hoài nói với con. Ê, bố dậy rồi đây. Hôm nay, vợ tôi nấu cơm, vậy nên nhìn tươm tất hơn hẳn. Hay từ nay đổi đi, anh sẽ dọn dẹp còn em nấu cơm. Em nấu ăn ngon như thế này cơ mà. Cũng được. Có chuyện này anh muốn nói với em? Ừ. Cô ấy vẫn đang rất kiệm lời với tôi. Dự án mới của công ty anh do anh phụ trách. Nhưng vấn đề là, công ty hợp tác với công ty anh lần này là công ty Nhà Ngọc Anh. Sáng nay anh và cô ấy đã gặp lại nhau tại văn phòng công ty. Nếu em không muốn anh gặp cô ấy thì anh sẽ xin rút khỏi dự án, như vậy anh sẽ không còn gặp cô ấy nữa. Không, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Chẳng nhẽ anh không đủ tự tin rằng mình sẽ tách bạch được hai chuyện này sao? Ý anh không phải như vậy, chỉ là anh không muốn em hiểu nhầm thôi vậy thì anh đừng làm gì khiến tôi hiểu lầm nữa là được thật ra tôi nghĩ thế này nếu anh thật sự có cái bản tính xấu đó thì dù là không có ngọc anh thì cũng sẽ có một người khác thôi còn nếu anh thật sự đã nhận ra bản thân đã sai lầm và không muốn lặp lại sai lầm đó nữa thì anh sẽ tự có cách để tránh xa những cám dỗ ừ anh hiểu rồi sau mấy tháng hôm nay tôi mới lại nghe được cô ấy nói nhiều đến vậy cô ấy nói nhiều với tôi như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn xem tôi có thật sự đã biết lỗi hay không liệu tôi có thể thêm một lần nữa khiến cô ấy thất vọng không mà thôi những ngày sau đó tôi và ngọc anh gặp nhau nhiều hơn chúng tôi có những cuộc họp liên tục những bữa ăn cùng với nhiều nhà thầu và các bên liên quan khác cuộc sống của anh gần đây thế nào rồi ổn ngọc anh nhếch môi cười nhạt em nên nghĩ chị ấy là một người phụ nữ bao dung hay là ngu ngốc đây? Tôi không cho phép em nói về Thúy như thế. Cô ta cười lớn. Chẳng phải trước đây anh còn nói về chị ta thậm tệ hơn sao? Anh như vậy có gọi là giả tạo quá không hả Hưng? Chuyện trước đây là tôi đã sai, đã có lỗi với em và cả cô ấy. Tôi mong em hãy để mọi chuyện được ngủ yên. Em không muốn, em muốn anh phải trả giá. Em muốn tôi phải trả giá như thế nào? em muốn anh phải mất một điều gì đó. được. sau khi dự án này kết thúc, tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây. như vậy đã đồng ý cô chưa? Ngọc Anh không nghĩ anh lại quyết liệt đến vậy. khi anh nói chia tay, cô thật sự không can tâm. cô yêu anh, cô có thể cho anh tiền bạc, công việc và cả sắc đẹp. vậy mà anh từ chối tất cả để quay về bên người vợ mà anh luôn chê là béo ú, xấu xí và suốt ngày chỉ biết cằn nhằn anh cô không hiểu tại sao anh lại như thế chỉ có một lý do duy nhất để lý giải cho điều đó chính là anh còn yêu chị ta nhưng liệu chị ấy có còn yêu anh không thật sự có thể tha thứ sau khi bị chính người mình yêu đâm cho một nhát vào tim ư có thể vì ngọc anh không ở trong hoàn cảnh của thúy nên không thể hiểu được hành động của cô thúy và hưng đã từng có những ngày tháng rất vui vẻ và hạnh phúc anh đã từng là một người chồng tuyệt vời, họ cũng đã có một đứa con, bất cứ người mẹ nào cũng sẽ nghĩ cho con, họ luôn muốn con mình có một gia đình trọn vẹn. Chính vì vậy, nếu người đàn ông đó không quá tệ, không cương quyết muốn ra đi thì họ vẫn sẽ cố gắng hàn gắn để giữ gìn cho con một mái ấm. Chiều hôm nay trời mưa, cơn mưa lớn giữa mùa đông khiến cái lạnh càng thêm tê tái, phải khó khăn lắm Thúy mới về được tới nhà. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng cô ở nhà, vì con gái đã được cậu mợ nó đưa đi chơi, sau đó qua nhà bà ngoại chơi, vì ngày mai là cuối tuần. Alo, Thúy à, tối nay anh phải đi tiếp khách, có thể sẽ về muộn, em ăn cơm đi nhé. Ừ. Vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó khiến lòng tôi trở nên âm u hơn. Tôi cầm chai bia lên uống hết một hơi. Mãi tới gần 11 giờ tôi mới mò về nhà được Chân bước lêu siêu đến bàn Tôi muốn rót một cốc nước để uống Nhưng choang Chiếc cốc trên tay tôi bể toang dưới sàn Có lẽ là tôi đã say thật rồi Cầm chiếc cốc còn để cho rơi Anh làm sao thế? À vợ tôi Chắc vì nghe thấy tiếng đổ vỡ Nên cô ấy mới ra đây Anh xin lỗi Anh muốn uống nước nhưng anh đứng im đi nói rồi cô ấy đi lấy cho tôi một đôi dép anh đi vào đi chân anh chảy máu rồi lúc này tôi mới để ý hình như chân tôi đã dẫm lên mảnh vỡ của chiếc cốc và chảy máu khá nhiều cô ấy dìu tôi ra ghế lấy hộp bông băng dưới hộp bàn nhìn cô ấy cúi xuống băng vết thương dưới chân cho tôi tôi thật sự muốn ôm cô ấy một cái thúy ơi anh xin lỗi em có thể tha thứ cho anh được không chúng ta làm lại từ đầu được không em anh hứa sẽ không bao giờ em phải buồn phiền nữa đâu anh sợ lắm anh rất sợ mất em anh không muốn đánh mất em và con gái của chúng ta anh biết anh sai rồi anh sai rồi em hãy cho anh một cơ hội được không em anh thật sự sai rồi tôi nói hết nỗi lòng với vợ rồi sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc mà đã từ rất lâu tôi không được nằm ở đấy. Bên cạnh tôi là Thảo, cô ấy đang ngủ rất say. Niềm hạnh phúc bất ngờ trượt dâng lên trong lòng khiến tôi không thể kiềm được mà đặt lên má vợ một nụ hôn. Anh tỉnh rồi à? Ừ, em cứ ngủ tiếp đi. Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi không phải đi làm, con gái cũng không có nhà nên tôi rất muốn được cùng Thúy đi ra ngoài hay là hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi ăn đi xem phim hay gì đó đi vâng thế cũng được tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối cơ đấy nhưng không thúy đã đồng ý một cách nhanh chóng khiến tôi nghi ngờ cô ấy chưa tỉnh ngủ anh nói chúng ta đi ra ngoài đấy em tỉnh ngủ chưa vậy vợ tôi mở mắt ra nhìn tôi rất nhẹ nhàng và bình tĩnh cô ấy nói em biết cô ấy nói là em biết đấy khỏi phải nói lòng tôi đã vui sướng như thế nào vậy là cô ấy đã đồng ý đi chơi với tôi tôi vui như thể là mình vừa trúng số vậy ngày hôm đó chúng tôi đã đi ăn trưa cùng nhau rồi sau đó đi xem phim xem phim xong thúy nói cô ấy muốn uống cà phê thế là chúng tôi lại cùng nhau đến quán cà phê quen thuộc lúc chưa cưới chúng tôi thường đến anh có biết vì sao sau khi biết chuyện giữa anh và ngọc anh em không nói chia tay cũng không đánh mắng chửi bới anh không anh anh thật sự không biết là bởi vì em thấy rằng chính em là người đã đẩy anh đến với cô ấy không thể trách anh hoàn toàn nhưng điều quan trọng nhất đó là anh đã biết dừng lại biết quay đầu mặc dù lúc đó em thật sự rất đau rất giận anh không muốn nhìn thấy anh nhưng em lại không thể nói chia tay với anh được em cần anh con cũng cần anh và em biết anh cũng cần hai mẹ con em. Chính vì thế, em cần thời gian để suy nghĩ. Em biết không, anh đã mơ một giấc mơ rất khủng khiếp, trong giấc mơ đó em đã bị bệnh nặng và mất đi. Nhưng trước khi mất, em vẫn nói em tin anh và nếu chọn lại, em vẫn sẽ chọn bên anh. Lúc đó anh đã đau đớn vô cùng, cũng đã hận bản thân mình rất nhiều sau khi thức dậy anh vẫn cảm thấy tim anh rất đau tuy chỉ là một giấc mơ nhưng cảm xúc của anh chân thật đến lạ lùng và từ giây phút ấy anh nhận ra em và con mới chính là điều quan trọng nhất với anh anh không thể để mất hai người được anh chấp nhận sự trừng phạt của em chỉ mong em đừng xa anh mà thôi thật sự lúc ấy anh đã rất sợ sợ em sẽ nói câu chia tay với anh nhưng thật may là em đã không nói điều đó tại sao đến tận lúc đó anh mới sợ mất em và con lúc anh và cô ấy bắt đầu anh không nghĩ đến hậu quả sao anh là anh đã bị sắc đẹp làm cho u mê để rồi gây ra sai lầm tệ hại đó anh đúng là một thằng đàn ông không ra gì anh không mong em sẽ tha thứ cho anh mà anh chỉ xin em hãy để anh vẫn được ở bên hai mẹ con em, chăm sóc và lo lắng cho hai mẹ con em mỗi ngày. Khi chúng tôi còn chưa nói xong câu chuyện của mình thì có một người đàn ông xuất hiện. Ôi, Thảo, anh Quân, anh cũng đi uống cà phê sao? Quân nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta và người lên tiếng xóa đi cái không khí sặc mùi thuốc súng là vợ tôi. Cô ấy giới thiệu xin giới thiệu với anh quân đây là chồng em giới thiệu với anh đây là anh quân giám đốc công ty em em đã có chồng rồi sao vậy mà tôi cứ nghĩ em còn độc thân cơ đấy tiếc quá quân không ngần ngại buông lời ẩn ý trước mặt tôi thôi hai người ngồi đi anh đi nhé dạ vâng chào anh ạ quân đi rồi tôi mới quay sang nhìn thúy cô ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra anh ta có vẻ thích em thì phải Em không biết, anh ta chưa từng nói với em điều ấy. Thế lúc em làm hồ sơ xin việc, em không ghi rằng mình đã kết hôn sao? Lúc đó em đang muốn ly hôn với anh, có điên đâu mà ghi kết hôn rồi, để hôm sau lại phải sửa lại thành đã ly hôn à? Tôi tức lắm, nhưng không thể làm gì được. Vợ tôi, cô ấy bây giờ khác lắm rồi. Tôi mà không biết giữ là có người khác hốt ngay mất. Vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã có gia đình, nó là một thứ gì đó rất có ma lực, nó thu hút hầu hết những người đàn ông thành đạt và tốt tính. Dự án hợp tác giữa công ty tôi và công ty Ngọc Anh cũng đã gần đến giai đoạn cuối. Dự án cũng đã sắp xong, sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ nộp đơn xin từ chức. Liệu cô đã thấy hài lòng chưa? Đương nhiên là chưa, tôi muốn anh phải thấu cái cảm giác bị bỏ rơi giống như tôi, tôi muốn anh phải đau khổ. Cô nghĩ rằng tôi chưa đau khổ sao? Cô có biết rằng người có tội thì sẽ bị chính tội lỗi mà họ gây ra dày vò không? Cô có biết tại sao tôi lại đột nhiên muốn quay về bên cô ấy không? Mặc dù tôi có thể mất tất cả, nhưng tôi vẫn chọn con đường ấy không? Bởi vì tôi nhận ra cô ấy mới chính là người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi không thể mất cô ấy. Vậy thì, anh hãy lo mà giữ chặt lấy chị ta đi. Tôi nghe nói giám đốc bên đó có vẻ quan tâm chị ta lắm đấy. Sao cô biết? À, thì tất cả chỉ là trùng hợp. Anh Quân là anh họ tôi. Sau hôm nay, chúng ta đừng ai nấy đi, tôi cũng đã nghĩ thông. Anh hãy sống tốt cuộc sống của anh, còn tôi, tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông chỉ thuộc về riêng tôi. Tối hôm đó, trên đường trở về nhà, tôi có ghé cửa hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương và một con vịt quay Vân Đình mà vợ tôi thích ăn nhất. Vừa về tới nhà, tôi đã gọi lớn con gái ơi bố về rồi đây con bé chạy ra mắt tròn xoe ngạc nhiên hét lên mẹ ơi hôm nay bố mua hoa tặng mẹ kia còn có cả vịt quay mà mẹ thích ăn nhất nữa mẹ ạ vợ tôi đứng nhìn tôi mỉm cười hôm nay sao anh mua hoa vậy lại có chuyện gì à tôi đến ôm chầm lấy vợ lòng ngập tràn hạnh phúc nói với vợ vợ ơi anh sẽ cố gắng để mỗi ngày vợ đều thấy vui vẻ và hạnh phúc chỉ cần vợ đừng rời xa anh là được vợ nhé hôm nay anh bị làm sao thế không anh có làm sao đâu vợ tôi nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ khiến tôi phải giải thích rõ ràng ngay lập tức là bởi vì dạo này anh thấy em rất đẹp rất thu hút và anh thấy cũng đã có người nhòm ngó vợ anh rồi nên anh sợ nếu anh không đủ tốt với em Em sẽ bỏ anh mà đi mất." Vợ tôi nhìn tôi cười, rồi sau đó vừa đi xuống bếp, cô ấy vừa nói: "Ừ, thế thì anh cố mà thể hiện cho tốt vào." Đương nhiên là tôi sẽ làm rất tốt rồi. Thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi đều cố gắng hết mình để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra. Thúy cũng dần dần chấp nhận và tha thứ cho tôi, nhưng tôi biết rằng niềm tin không thể phục hồi ngay lập tức một buổi chiều khi tôi tan làm về nhà tôi thấy thúy đang ngồi bên bàn ăn ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ làm cho gương mặt cô ấy thêm phần rạng rỡ cô đang xem lại cuốn album kỷ niệm cũ những kỷ niệm mà chúng tôi đã từng trải qua với nhau tôi ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô thúy à anh biết rằng anh đã gây ra cho em rất nhiều tổn thương nhưng từ giờ trở đi anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho em và con anh thật lòng yêu em và không muốn mất đi gia đình này. Thúy quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ấm áp và dịu dàng. Anh, em đã từng rất đau khổ, nhưng em cũng hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Em chọn tha thứ vì em tin rằng tình yêu và gia đình mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã từng hạnh phúc và chúng ta có thể hạnh phúc trở lại. Tôi cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ trong đôi mắt cô. Chúng tôi ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ cái ôm đó. Trong khoảng khắc đó tôi hiểu rằng mình đã được tha thứ và tôi thề rằng tôi sẽ toàn tâm toàn ý để yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con. Không làm em phải thất vọng thêm một lần nào nữa. Cuộc sống là một hành trình dài, có lúc thăng lúc trầm, có lúc hạnh phúc và có cả những khổ đau. Điều quan trọng là chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, biết học hỏi từ những sai lầm và luôn hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng. Và tôi biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, gia đình luôn là bến đỗ bình yên nhất, nơi tình yêu và sự tha thứ luôn hiện diện. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo kênh. Tôi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình nghèo ở bản làng nơi vùng cao miền Bắc. Gia đình tôi có tất cả ba chị em. Tôi là con đầu. Mẹ tôi sinh tôi khi vừa tròn 15 tuổi. Cái tuổi mà ở dưới miền xuôi, người ta bảo là ăn chưa no, lo chưa tới. Mẹ tôi cưới bố tôi khi cả hai còn chưa biết gì. Mẹ kể mẹ đi chợ viên thì gặp bố con nhìn thấy. Bố tán tỉnh mẹ đôi ba câu rồi bắt về làm vợ. Khi đấy mẹ vừa tròn 14, còn bố thì 15. Nhà bố nghèo nên sinh lễ cũng chẳng có gì đâu. Cả làng giết con lợn cùng nhau ăn uống nhảy múa vài hôm là thành vợ chồng. Cưới xong, ông nội cất cho hai vợ chồng trẻ một cái nhà lá ở đầu bàn để ở bố tôi cưới mẹ tôi ở cái tuổi còn chưa biết nghĩ ngợi gì ăn ngày hai bữa ông vẫn đi chơi với lũ bạn bè để mẹ tôi ở nhà quần quật với mấy xào lúa trên nương mẹ tôi có thai tôi sau đó vài tháng bố tôi vẫn chứng nào tật nấy đi chơi suốt ngày có những ngày bố tôi đi chơi biển biệt cả đêm không về mẹ tôi nói nhiều thì bố lại ra tay đánh mẹ nhiều lần quá mẹ cũng chẳng dám nói gì nữa một mình mẹ vác bụng bầu vừa lên nương để đào củ sắn củ khoai nuôi hai miệng ăn mẹ tôi hồi đó nhỏ thó gầy gò sinh tôi xong thì lại còn gầy hơn nữa bố tôi theo bạn bè ăn chơi phá phách từ bản trên xuống bản dưới hết tiền lại về đòi vợ vợ không có thì đánh vợ rồi kiếm thứ gì đem đi bán đàn bà chỗ tôi khổ lắm chồng có đánh thế hay đánh nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng ở cái bản này không có chỗ cho phụ nữ bỏ chồng ông nội tôi nói đàn bà bỏ chồng là cái loại không ra gì chết cũng sẽ không được làm ma làng này sẽ bị con heo con hùm tha đi nơi khác mẹ tôi quần quật làm nụng nuôi cả nhà mấy chị em tôi lần lượt ra đời nhào nhóc chồng nhau để cho mẹ rảnh tay lên nương chúng tôi lớn lên bằng củ khoai củ rắn Tôi năm nay cũng đã tròn 16 tuổi Đã đến tuổi phải theo người ta về làm vợ Nhưng tôi không muốn lấy chồng Tôi không muốn giống như mẹ tôi Bà mới gần 30 tuổi Nhưng lưng đã còng Tóc đã đốm đốm bạc Tôi không muốn sống cuộc đời như mẹ Vậy nên có bao nhiêu trai làng ngấp nghé tán tỉnh Tôi đều làm ngơ Tối nay vừa ăn cơm xong Thì bố gọi tôi lại Ông cất giọng lè nhẹ Còn dối Mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 16 Ờ, sáng tháng tao gả chồng cho mày Mày cũng đến tuổi lấy chồng rồi Con không lấy đâu Nghe tôi trả lời như vậy, bố tôi trừng mắt Mày không lấy chồng thì ai nuôi mày? Con tự đi nương làm dẫy nuôi thân được Con không cần lấy chồng Mẹ mày dạy mày thế phải không? Không ai dạy con thế cả lấy chồng mà khổ như mẹ, nhờ cái dính thì con thà không lấy còn hơn. Tôi kiên quyết trả lời, cái dính là con của chú tôi, nó ít hơn tôi tận 2 tuổi nhưng đã có một đứa con, cuộc đời của nó khổ hơn cả mẹ tôi nữa. Chồng nó có vợ mà như không, cuộc chơi nào cũng thấy mặt, chỉ có làm việc là không thấy đâu. Dạo này nó còn chơi cả bài bạc, phải gán cả nhà cho người ta để trả nợ. Cái dính với con của nó phải chui ở trong cái lán, người ở trong bản thương tình dựng cho ở cuối bản. Mới 14 tuổi mà trông nó già sọp đi, đen thui. Cái lán không che nổi nắng mưa nên thằng cu cứ ốm suốt. Quay lại với câu chuyện của tôi, bố tôi trợn trừng mắt quát. Ý tao đã quyết, không có ai được cãi. Mấy ngày nữa, thằng sinh nó đem lễ sang hỏi mày. Nhà bên ấy hứa, bỏ sinh lễ tận ba con lợn nái Thế là quá hậu rồi Mày làm đến bao giờ Mới mua được ba con lợn nái cho tao Thế có khác nào là bố bán con Cầm cái mồm đi Mày còn không bằng con lợn Con lợn nó còn đẻ ra con Còn bán được tiền Còn cái ngữ như mày Chỉ tổn, tốn cơm tốn gạo của tao thôi Tôi ấm ức lắm Nước mắt lăn dài trên má Chui vào góc nhà rồi ngồi khóc Mẹ tôi đến bên cạnh vỗ vai tôi thầm thì. Thôi con, cái số mình nó vậy phải chịu con à. Không lấy chồng nó quá tuổi đi, thì chỉ có nước bị người ta ghẻ lạnh, không sống nổi đâu con. Thôi, mày nghe lời bố, theo người ta về làm vợ đi con. Tôi lặng đi không nói gì. Tôi nhìn bàn tay chai sần quanh năm dính bùn đất và cái lưng đã còng xuống của mẹ mà nghẹn đắng nơi cổ họng Tôi không muốn vài năm nữa Tôi cũng già cỗi ở trong xó bếp giống như mẹ Đêm ấy tôi chẳng chọc mãi không ngủ được Sáng sớm đang ngồi thần thơ ở trước sân Thì mẹ sai tôi ra chợ Mua một ít mắm muối Tôi quốc bộ ra chợ huyện Đang ngó nghiêng ngó dọc Tôi nghe có ai gọi Rúi ơi, rúi phải không? Có một cô bé trắng trèo Ăn mặc rất đẹp tiến đến chỗ tôi Tôi ngờ ngác một lúc Rồi giật mình nhận ra Muôn phải không? Tao nè, mày đi đâu thế? Trời ơi, mày lạ quá, tao không nhận ra. Mày xinh quá, Muôn à. Muôn chính là bạn học chung tiểu học với tôi. Tới lớp 5 thì nó nghỉ. Sau này tôi nghe nói nó phải lên thành phố làm việc. Nhỏ Muôn đen thui, nhỏ thó ngày đó. Giờ đã phổng phao trắng trẻo quá. Hai chúng tôi kiếm một gốc cây lớn ngồi trò chuyện. Nghe tôi kể về chuyện của mình, Muốn suy nghĩ một lúc rồi bảo Hay là mày lên thành phố với tao đi Sướng hơn ở quê nhiều Mà chả phải làm trâu làm ngựa cho thằng nào cả Tôi nhìn muôn hỏi lâu Nuốt nước bọt rồi chậm giọng xuống Nhưng tao không có tiền mua nà Thành phố nghe nói đắt đỏ lắm Rồi ạ à, Mày có tao thì còn lo gì Cứ đi với tao đi Khi nào mày có thì trả tao sau cũng được Tôi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu Muôn hào hứng nhìn tôi Vậy thì mày về chuẩn bị đi nhé Sáng mai tao đợi mày ở đường quốc lộ Ở chỗ gốc cây sung ấy Tôi về nhà mà lòng thấp thòm Tôi chỉ dám xếp vài bộ quần áo còn lành lặn Vào cặp sách cũ mềm Nằm thấp thòm đợi cho trời sáng Trời vừa hưởng sáng Tôi đã lén trộm trong tủ 200 ngàn của mẹ Rồi chạy một mạch lên đường lộ Đến nơi đã thấy muôn đứng đợi sẵn Đến gần tối thì chúng tôi đến nơi. Buồn dẫn tôi vào khu chợ nhỏ ẩm thấp tối tăm. Căn phòng của chúng tôi nằm ở cuối dãy. Trong phòng còn có thêm một cô bạn khác. Thấy tôi cô bạn khá bất ngờ. Muộn lúc này nhanh miệng giải thích rồi giới thiệu. Đây là Loan, còn đây là Dúi, cùng quay với mình, sẽ ở chung với chúng ta. Loan chào tôi rồi nhìn vẻ giò rét. Buồn rụp tôi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Mấy ngày sau, Muốn xin nghỉ dẫn tôi đi xin việc Mấy khu công nghiệp xem giấy tờ Thấy tôi mới 16 tuổi Thì lắc đầu không nhận Muốn chẹp miệng Đành dẫn tôi ra mấy quán cà phê xin làm phục vụ Nó nói nhỏ với tôi Làm ở quán cà phê Thì lương thấp hơn mày ạ à? Nhưng thôi chịu khó Xin người ta làm cả ngày cũng được Chưa bây giờ mình ít tuổi quá Người ta không dám nhận vào công ty đâu Tôi gật gật đầu Chỉ cần có tiền là được rồi Tôi thầm nghĩ thế Muộn khéo miệng lại xinh xắn Nên chỉ vài ba câu Là anh chủ quán đã đồng ý cho tôi vào làm Đường tháng 4 triệu Làm thêm giờ sẽ cộng thêm Tôi vui lắm Ở quê làm quần quật cả mùa lúa Cũng chưa chắc đã được 4 triệu Muộn dẫn tôi đi mua vài bộ quần áo mới Cho hợp thị hiếu ở đây Nó bảo vậy đấy Tiền nó sẽ ghi nợ cho tôi Khi nào khá hơn thì trả Tôi vì đi làm chăm chỉ lại chịu khó nên dù mấy tháng đầu có hơi lóng ngóng Nhưng cũng chẳng ai trách mắng gì Việc ở đây so với việc trên đường dãy Thì sướng hơn nhiều Tôi làm phăm phăm Tôi nhờ muôn gọi về báo cho mẹ tôi rằng Tôi vẫn ổn Nào có nhiều tiền tôi sẽ gửi tiền về cho mẹ Nuôi hai đứa em Tôi làm được ba tháng Cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi đây Muôn bảo tôi ngày càng đẹp ra Làn da đèn đúa không còn Con gái tuổi 16 thay đổi từng ngày lại hợp nước thành phố nên tôi phỏng phao xinh đẹp lên rõ hôm nay vừa ăn cơm xong thì muôn có điện thoại vừa nghe xong nó gọi tôi lại đưa điện thoại cho tôi mẹ mày đấy gọi mày này rúi nhìn sắc mặt của muôn mà chống ngực của tôi cứ đánh thình thịch tôi đỡ lấy điện thoại dạo mẹ tôi vang lên nước nở. rúi ơi con cứu em con với rúi ơi sao thế hả mẹ nó Em con làm sao? Không biết nó ở nhà làm gì mà bị ngã, bị gãy xương sườn. Người ta đưa nó lên bệnh viện trên tuyến huyện. Bác sĩ bảo phải có tiền mới chữa được con à. Người ta nói sườn gãy nếu không mổ gắp ra thì nó chọc vào phổi. Nó không thở được. Em con nó chết mất. Mẹ bình tĩnh đã. Bác sĩ bảo hết bao nhiêu tiền thế à? 50 triệu con à. Mẹ bán con trâu được 10 triệu. Người ta nói Nó nằm đó theo dõi Không đủ tiền người ta đuổi nó về Con sẽ gửi tiền cho mẹ Mẹ yên tâm nhé Tắt điện thoại tôi buồn rồn tay chân Muồn hỏi dồn Sao đấy nhà mày có chuyện gì Tôi ôm mặt khóc nước nở Mãi một lúc tôi mới kể cho Muôn nghe được Muôn ngồi trầm ngâm Nó lôi trong góc tủ ra Một cái ví cũ Đến đi đếm lại cũng chỉ được 5 triệu Hồi bữa Tao mới đưa cho mẹ xăm lễ cho em tao cưới vợ Giờ chỉ còn chừng này Hai đứa ngồi khóc ôm nhau Cái Loan đi đâu về Thấy hai đứa tôi như vậy Thì hốt hoảng hỏi xem có chuyện gì Muốn kể lại cho Loan nghe Nó cũng chậm ngâm một lúc rồi nói Tao thì không có tiền Nhưng tao có cách giúp mày kiếm được tiền Rất nhiều tiền Tôi với muộn trố mắt nhìn nó hỏi dồn Cách gì? Loan lấm lét nhìn xung quanh rồi thì thầm làm gái. Tôi chố mắt nhìn Loan, mặt thất kinh. Nhưng ta đã làm chuyện đó bao giờ đâu. Bố ta mà biết thì giết tao mất. Mày chưa làm bao giờ, tức là mày vẫn còn cái đó. Muôn và Loan hồi hộp nhìn tôi, tôi gật đầu. Vẫn còn, không còn sao tao lấy chồng. Người ta bỏ vào giỏ cho beo tham mất. Loan lúc này vỗ tay. Càng tốt, vậy mày bán trinh đi, Người ta mua giá cao lắm Bán Trinh á Đúng vậy Mấy tay làng chơi toàn săn gái Trinh Tuổi mới lớn Cả trăm triệu chứ ít gì Trăm triệu cơ à Đúng rồi, cả trăm triệu đấy Gái sinh đôi khi còn được cho thêm Hay được bao luôn đấy Tôi như là không tin vào tai mình Cái đấy mà đáng giá vậy cơ à Một trăm triệu là số tiền mà cả đời này Tôi cũng không dám mơ đến Loan lại nói: Mày cứ suy nghĩ đi. Mà đàn ông bây giờ ai còn quan trọng mấy cái đấy đâu. Chỉ nằm ngửa một tí mà em mày được cứu, mày lại có tiền, chả phải là tốt sao? Tôi nhìn muôn, nó cắn chặt môi lý nhí. Cái Loan nói cũng đúng đấy. Tao cũng mất cái đấy năm mười lăm tuổi rồi mày à. Cái gì? Nhưng tao không bán. Tao tự nguyện cho người ta. Rồi sau người ta bỏ tao. Cái loan nghe vậy bĩu môi Thấy uổng chưa Giờ tiền không có Mà Trinh cũng chẳng còn Cái rúi mày cứ suy nghĩ đi Khi nào nghĩ xong thì bảo tao Tao có quen mấy người bên chỗ cò Có gì người ta tìm mối giá cao cho Đêm đấy tôi không sao ngủ nổi Chằn chọc mãi Trời sáng lúc nào không hay Nghĩ đến em và mẹ Mà tôi đứt từng khúc ruột Tôi thì phận làm chị Tôi biết làm gì hơn Sáng hôm sau tôi nói với cái Loan Nhờ tìm mối ưng ý Loan gật đầu nhìn tôi Nó chặt lưỡi Phận đàn bà bọn mình Cũng chỉ có cái đấy là đáng giá Thôi thì ta sẽ nói với người ta Cho mày giá cao một chút Tôi gật đầu cảm ơn Loan Cả ngày hôm ấy tôi xin nghỉ làm Ngồi ở một góc phòng Lòng nặng trĩu. Tôi đến Loan về Nó hổ hởi nhìn tôi Có người mua 100 triệu mày ạ à. Nhưng bọn cò đòi tận 40 triệu Thế mày có ưng ý không? Tôi gật đầu Chống ngược đánh thình thịch 60 triệu là đủ tiền chữa bệnh Cho em trai tôi rồi Loan nhìn tôi một lúc Rồi chạy đến ở chỗ tủ Nó tìm tòi một lúc Rồi đưa cho tôi một chiếc váy voan màu xanh nhạt Mày mặc cái này vào Tôi thay váy Chiếc váy ngắn đến đùi Chất voan làm cơ thể của tôi nửa kín nửa hở Cái Loan nhìn tôi gật gù đẹp lắm, vừa đủ ngây thơ, vừa đủ gợi cảm. Ngày mai mày mặc cái này đi. Ngày mai luôn á? Ừ, càng nhanh càng tốt mà. Em mày sao có thể đợi được? Tôi im lặng không nói gì. Tôi hôm ấy muốn nằm ôm tôi, còn tôi thì đầu óc trống rỗng vô cùng. Chiều hôm sau, Loan dẫn tôi đến khách sạn trên phố, nơi đã hẹn với người mua trinh. Nó nhìn tôi dặn dò. Mày lên đi, lên thấy không ổn thì bỏ chạy nhé tao đợi ở dưới này. Cảm ơn mày nhiều nhé. Đi đi. Tôi rụt rè đi lên phòng, ngồi đợi mà tôi thấp thỏm không yên. Một lúc sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Tôi khá ngạc nhiên, vì ông ta nhìn vẫn còn khá trẻ, có thể cân đối, chỉ có vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Ông ta khác hoàn toàn với tưởng tượng dữ tợn hay là béo lùn già nua của tôi. Người đàn ông nhìn tôi rồi nói: cưng bán trinh đúng không? Dạ Bọn nó trả cưng bao nhiêu? Dạ 60 triệu Ông ta cười cười Cưng chịu khó chịu anh một chút Anh bo thêm Chứ bán cái ngàn vàng Mà được có 60 triệu thì bèo bọt quá Bọn nó cắt cũng sâu thật đấy Nói rồi ông ta đến bế thóc tôi lên Ném lên giường Tôi sợ hãi hết lên Chú ơi, chú tha cho cháu Cháu sợ lắm em càng van nài ta lại càng thích vẻ ngoài chững chạc ban nãy của ông ta đã biến mất thay vào đó là dáng vẻ của một con hổ đói mồi ông ta lao vào nắm lấy chân tôi và bắt đầu hành sự tôi càng gào thét càng van nài chống cử thì ông ta lại càng mạnh bạo hơn cơ thể tôi vật lộn với nỗi đau đớn tột cùng tôi tưởng chừng như người mình đang bị xé ra làm hai. không biết trải qua bao lâu Cuối cùng ông ta cũng thỏa mãn ngồi dậy mặc quần áo. Tôi vẫn nằm im trên giường, nước mắt chảy dài, người đau như bị ai đánh. Ông ta nhìn vệt máu đỏ tươi trên chiếc ga giường trắng tinh, Già chiều ưng ý lắm. Thấy tôi nằm bất động không nói gì, ông ta ném chiếc váy lên người của tôi, giọng dỗ dành. "Thôi ngồi dậy mặc đồ vào đi, lần sau gặp anh thì anh hứa làm cho em thích thú, chứ không đau như hôm nay đâu." đây là số điện thoại của anh anh rất thích em anh muốn em làm bồ nhí của anh được chứ tôi nuốt nước mắt không nói gì cảm giác đau đớn làm tôi khổ sở vô cùng ông ta vuốt lên má tôi rồi bỏ đi trước khi đi vẫn không quên vứt ở lên giường một sấp tiền đây là cho thêm em nào cần thêm nhớ gọi anh mãi một lúc sau tôi mới lồm cồm bỏ dậy mặc quần áo rồi nhặt tiền đi ra xuống đến nơi đã thấy cái loan chạy lại nhìn khuôn mặt bơ phờ của tôi nó hỏi dồn sao mày lâu thế tao thấy gã đó xuống lâu rồi cơ mà bọn cỏ đưa tiền cho tao rồi này thế hắn có làm gì mày không tôi vẫn lặng thinh không nói gì loan bắt taxi chở tôi về phòng trọ tôi ôm tiền không nói năng một câu muôn và loan nhìn tôi ái ngại quả thật nhìn đống tiền trong lòng mà tôi lóa mắt Tại sao người ta có thể bỏ từng ấy tiền chỉ để mua cái đêm đầu tiên của tôi? Ở bản tôi, đàn bà là thứ rẻ rúm nhất trên đời. Bán cả thân chắc cũng không được một nửa chỗ này. Tôi mân mê từng tờ tiền mới hít hà mùi tiền thơm phức. Quả là mùi hương thơm nhất trên đời. Tôi đếm đi đếm lại từng tờ tiền. Một triệu, hai triệu, ba triệu, sáu mươi, bảy mươi. Tất cả là tám mươi triệu. Vậy là ông ta đã cho tôi thêm 20 triệu. Hẳn là ông ta đã phải giàu lắm. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tôi. Tôi mần mê tấm thẻ in số điện thoại của ông ta. Trần Văn Hùng. Tôi lầm nhầm. Tôi nhở muôn gửi tiền về cho mẹ tôi. Tôi gửi cho mẹ 70 triệu, chỉ cầm lại cho mình 10 triệu. Mấy hôm sau mẹ tôi gọi điện lên. Em con nó nằm viện ít hôm nữa. Là bác sĩ bảo về nhà được rồi con à mà sao con gửi về nhiều thế còn vay ai hả dối tiền con đi làm được mà mẹ ở đây kiếm tiền dễ lắm mẹ đừng lo mẹ cứ lo cho em đi hết tiền con lại gửi còn nhớ làm vừa sức thôi nhé nghe con tôi tắt máy thì ra có tiền thì muốn mua cả sức khỏe cũng được hôm sau tôi đi mua một chiếc điện thoại để thuận tiện gọi về rồi lại đi làm mặc dù người tôi vẫn đau ê ẩm phát sốt, phát rét Nhưng không đi làm thì chẳng có tiền mà ăn Tôi làm ca đêm, người mệt mỏi dã rời Đang chuẩn bị đóng cửa thì lại có khách đến Một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào Tôi chạy lại, lễ phép cúi đầu nói Dạ chị thông cảm, bên em đóng cửa rồi à Cô ả à, nhìn tôi khinh thường Quán này lại chê khách cơ đấy Gọi quản lý ra đây cho tôi Dạ chị ơi Bọn em nghỉ được một lúc rồi à Cầm mồm đi Loại nhà quê như cô Mà cũng dám nói chuyện với tôi cơ à Gọi quản lý ra đây Nhưng mà chị ơi Tôi là khách VIP ở đây Sao lại có loại nhân viên trả treo với khách VIP như thế này hả Dạ chị ơi Em chỉ làm đúng theo quy định thôi à. Bốp Cô ta tát thẳng vào mặt tôi Tôi lặng choảng ngã xuống anh quản lý nghe ồn ào thì chạy ra cúi đầu xin lỗi khách Tài tôi ù đi Trước mắt chỉ còn thấy cô ả à Với son môi đỏ chót Không ngừng chỉ vào mặt tôi mà trời Còn anh quản lý chỉ biết gập đầu xin lỗi Tôi không biết phải làm cách nào Mà tôi lê lết được về đến phòng Chỉ biết là tôi đã bị đuổi Tôi chả làm gì sai cả Chỉ là tôi không giàu bằng cô ta Nên mới bị cô ta dẫm đạp dưới chân như vậy Nếu tôi có tiền thì người bị tát phải là cô ta. Tôi nghiến rằng tôi phải giàu hơn cô ta để không ai được phép bắt nạt tôi. Tôi run rẩy bấm số điện thoại trên tấm thẻ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Alo, ai đấy? Dạ, có phải chú Hùng không à? Tôi đây, cho hỏi ai vậy? Là cháu đây ạ, à? Hôm bữa ở khách sạn, chú con nói nếu muốn là bổ nhí thì... Tôi còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị ngắt. Tôi chưng hừng. Vậy là ông ta lừa tôi sao? Tôi ngồi bản thần một lúc lâu tưởng chừng như con đường làm giàu của tôi đã bị vỡ vụn thì điện thoại của tôi vang lên. Là ông Hùng gọi lại. Tôi vội vàng bắt máy. Alo, cháu nghe ạ. À? Xin lỗi em nhé. Nãy anh đang họp. Không ngờ em lại suy nghĩ nhanh như vậy đấy. Em muốn gặp anh để trao đổi rõ hơn không? Dạ Vậy tối mai em tới địa chỉ anh gửi nhé." Tôi tắt điện thoại mà trong lòng lo sợ vô cùng, tôi không biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng muốn có tiền nhanh thì cũng chỉ có cách này mà thôi. Tôi ra chợ mua một cái đầm thật đẹp màu hồng nhạt, một đôi giày cao gót, tôi mặc máy ngắm mình trong gương, rất xinh và ngây thơ. Tôi đến quán cà phê ông hùng đã gửi, gặp tôi, ông hùng cười Em đẹp hơn hôm anh gặp ở khách sạn đấy. Tôi đỏ bừng mặt. Ông Hùng ra giá 20 triệu một tháng. Mua sắm hay đi ăn uống đi chơi. Ông sẽ lo hết. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn biết điều là được. Thấy tôi gái quê lại sạch sẽ nên ông Hùng thích lắm. Hứa sẽ thưởng thêm nếu tôi chỉ gặp một mình ông thôi. Tôi gật đầu. 20 triệu là con số mà tôi không bao giờ dám mơ tới. Tôi rửa ly, bưng bê, đến mỏi như cả người cũng chỉ có được 4 triệu một tháng. Còn con số mà ông ta đưa ra gấp 5 lần như vậy. Từ hôm đó, tôi chính thức trở thành bổ nhí của ông Hùng và đổi tên thành Lệ Thu cho hợp với thành phố. Như ông Hùng muốn. Sáng tôi nằm dài ở phòng, bôi kem dưỡng da rồi lướt điện thoại. Tối mới ra khỏi phòng. Cuối tuần tôi đi mua sắm. Những ngày đầu đi chơi với ông Hùng tôi vẫn còn e dè và ngại ngùng. Nhưng càng ngày tôi càng thoải mái và mạnh bạo hơn. Những lần lên giường cũng ngày càng nhiều và lâu hơn. Tôi dần trở nên có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, khiến ông Hùng không rất ra được. Tôi trở nên chảnh trẻ và canh kiểu. Muôn và Loan thấy tôi chỉ ăn rồi ngồi nhà, nhưng vẫn son phấn, quần áo trưng diện liên tục, thì ngạc nhiên lắm. Nhìn vào gương con rối đen nhòm, gầy gò, Ăn mặc nhà quê ngày xưa đã không còn Bây giờ chỉ có một lệ thu sành điệu Giòn mồi đỏ chót Da trắng Mặc chiếc váy body xẻ cao Cây muôn nhìn tôi rồi thắc mắc Dạo này mày lạ quá rúi ơi Lạ sao? Đẹp lên đúng không? Đẹp thì có đẹp Nhưng mà trông mày cứ thế nào ấy Tôi nổi khùng Thế nào là thế nào? Mày lên thành phố trước tao Mà giờ mày còn phèn hơn tao Mày ghen tị với tao chứ gì Muôn và Loan trố mắt nhìn tôi Hai đứa đưa mắt nhìn nhau Cái muôn nhỏ nhẹ Ý tao không phải là vậy đâu Mày dạo này làm gì Mà tao đi qua không thấy khi nào mày ở quán Tao á Tao nghỉ rồi Mày nghỉ rồi Vậy giờ mày làm ở đâu Tao không làm gì cả Không làm gì Thì tiền đâu mày tiêu vào đống quần áo mỹ phẩm như vậy hả dối Bồ của tao mua cho đấy Bọn mày thích cái nào thì cứ lấy đi Với lại từ nay gọi tao là lệ thu Muốn và Loan lại lần nữa ngạc nhiên Như không tin vào tai mình Hai đứa nó lặng im không nói gì Dường như chúng nó đã ngầm hiểu với nhau điều gì đó Những ngày tiếp theo tôi đi thâu đêm suốt sáng Một tuần chỉ ở nhà có vài ngày rồi lại đi Ông Hùng dẫn tôi vào nhà nghỉ nhiều đến mức Chúng tôi đã trở thành khách quen những cuộc vui trong quán bar làm tôi quên ngày tháng. Tôi tập uống rượu. Thứ chất lỏng bỏng rát ấy làm tôi cảm thấy thích thú. Đầu óc tôi quay cuồng trong tiếng nhạt chát chúa. Mùi nước hoa, mùi tiền làm tôi si mê. Tôi về phòng, lúc nào cũng trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Đến một lần, cây muôn làm ca đêm. Tôi say khướt về nhà, đập cửa ầm ầm rồi nôn ra khắp phòng. Cái loàn tức quá mắng tôi, Bà tao còn phải ngủ để con đi làm Không phải sung sướng cứ ăn rồi đi chơi như mày Ngày nào mày cũng xanh xỉn Rồi nôn mửa khắp nơi Để tao với con muôn phải dọn cả đêm Mày phải nghĩ cho người khác chứ Tôi nghe vậy cười khẩy Mày muốn bao nhiêu tiền Nói đi Mày bị điên rồi hả dối Không phải ai cũng mê tiền như mày Tao đã nói gọi tao là lệ thu Mày điếc à Tôi lẻ nhè đáp lại Loan nhìn tôi giọng nó đanh lại Mày dọn đi nơi khác ở đi Tao không còn gì để nói với mày nữa Tôi lại nôn rồi nằm vật ra giường Vết hồn trên người Bị váy thốc lên lộ ra ngoài Loan tức điên nó hét lên Mày làm đĩ hả diếu Mày bị điên rồi đấy Tôi vùng dậy tung lấy tóc của nó Mắt tôi long lên Mày nói ai làm đĩ hả Loan hét lên đau đớn tôi bị cơn say làm cho điên cuồng không ngừng đánh vào mặt loan loan bị bất ngờ chỉ biết ôm mặt gào khóc buồn vừa đi làm về chạy vào can ngăn cũng bị tôi đánh cho tối tăm mặt mũi mấy hàng xóm xung quanh phải vào can mãi mới lôi tôi ra được tôi tỉnh rượu ba chúng tôi ngồi nhìn nhau không nói gì loan bực tức đứng dậy xếp quần áo vào ba lô rồi nói tao sẽ đi nơi khác ở ở đây ngày nào không khéo tao bị đánh chết không hay Muốn thấy vậy nhìn tôi Bực tức quay mặt đi Nó thở dài rồi cũng đứng dậy Tao sẽ đi với cái loan Mày làm tao thất vọng quá Dúi à Tôi vẫn ngồi đấy gương mặt cao có Khi muôn và loan đi đến cửa phòng Tôi còn nói Là tội mày ghen tị với tao sao Muôn và loan nhìn nhau thở dài Rồi đi ra Chỉ còn tôi một mình trong căn phòng trống Tôi chật lưỡi rồi ngủ thiếp đi Tôi cạp kẻ với ông Hùng mãi cũng chán Mặc dù ông ta có cho tôi tiền Cho tôi ăn ngon mặc đẹp Nhưng lòng tham của con người là vô đáy Tôi nghĩ thầm Nếu tôi vừa có tiền Vừa được cặp trai đẹp Không phải sẽ thích hơn sao Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương Rồi lại nghĩ đến khuôn mặt già nua Và mái tóc lấm tấm bà của ông Hùng Mà tôi cảm thấy chán ngán Tôi bắt đầu lên mạng để tìm trai trẻ Những lần gần gũi ông Hùng Cùng với tôi cũng chẳng còn nhiệt tình như trước nữa ông hùng dường như nhận thấy sự thay đổi của cô nhân tình bé bỏng nên cũng đã hỏi thẳng dạo này anh thấy em lạ lắm không còn được mặn nồng với anh như trước tôi biết kiểu gì ông ta cũng sẽ hỏi cho nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước thật ra em rất yêu anh nhưng dù gì anh cũng là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em nên em muốn được gắn bó cả đời với anh ông hùng đúng túng nhìn tôi tôi biết thừa ông ta chỉ muốn tôi làm nhân tình mà thôi làm gì mà dám lấy tôi về làm vợ cơ chứ thế nhưng không ngờ ông ta lại nói được thôi nhưng anh còn có một đứa con gái nhỏ nếu nói chấp nhận em thì anh sẽ suy nghĩ đến chuyện cưới em tôi há hốc miệng không ngờ ông hùng lại chịu cưới tôi về nếu lấy ông hùng không phải tôi sẽ trở thành phu nhân của tổng giám đốc sao tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc không phải sẽ rất tuyệt sao chứ Tôi mừng như bắt được vàng Gật đầu lia lịa. Vợ ông Hùng mất sớm Ông ta ở vậy nuôi con Để giải tỏa sinh lý Ông ta thường lùng mua gái còn trinh Hoặc nuôi bé đường Tôi là bé đường thứ ba của ông ta Nhưng lại là người đầu tiên ông ta dẫn về nhà Ông Hùng sống với con gái Trong một căn biệt thự lớn Thấy tôi Cô bé vội vàng nét vào chân bố ông hùng bế con bé lên giới thiệu với tôi đây là mai anh còn đây là cô lệ thu hai cô cháu chào nhau đi chào mai anh tôi đòn đả chào bé nhưng nó chỉ im lặng tôi cảm thấy tức tối lắm mai anh không biết vì mất mẹ từ bé hay sao nhưng mà nó rất cảnh giác với tôi mặc cho tôi dỗ dành hay bày đủ trò nó vẫn không chịu nói chuyện với tôi cứ thế này thì ước mơ trở thành phu nhân giám đốc của tôi sẽ tan thành mây khói mất thôi. Tôi dần mất kiên nhẫn. Thấy tôi có vẻ nàn, ông Hùng liền động viên. Hay là em dọn đến đây ở với con bé một thời gian. Cô giúp việc cũng vừa xin nghỉ phép hai tuần. Hai cô cháu ở chung sẽ dễ thân thiết hơn đấy. Tôi gật đầu đồng ý mà không biết rằng những ngày địa ngục của tôi sắp đến. Mai Anh rất bướng bỉnh. Tôi nói gì cũng không nghe, nó cứ liên tục gào lên đòi bố Đòi cô giúp việc Cho nó ăn thì nó phun ra Mỗi khi không ưng ý Nó lại ném đồ đạc khắp nơi Tôi quả thực mệt mỏi vô cùng Ông Hùng cũng không cho tôi đi ba Đi ăn nhà hàng sang trọng nữa Mà bắt tôi ở nhà với Mai Anh Nhưng nghĩ đến ngày được rước về Làm chủ căn nhà này Tôi lại cắn răng chịu đựng Hôm nay trong lúc Mai Anh được ông Hùng Cho sang nhà người quen chơi với bạn Tôi liền xin phép đi mua sắm cho khuây khỏa đang đi dạo trong trung tâm thương mại tôi bỗng thấy bóng dáng quen quen nhìn một lúc tôi nhận ra đó chính là muôn cô gái dễ thương với chiếc váy công chúa đang nũng nịu bên một chàng trai điển trai khiến tôi bất ngờ tôi tiến lại bắt chuyện muôn là mày hả thấy tôi thì muôn dững người lại rồi nó cũng mỉm cười chào tôi à là lệ thu à dạo này mày khỏe không vẫn ổn chứ thấy muôn định gọi tên thật của tôi thì tôi nhớ mày nhưng nó cũng nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng tao khỏe anh đây là à đây là người yêu tao anh duy còn đây là lệ thu bạn cùng quê với em chàng trai cao lớn điển trai nhẹ nhàng chào tôi duy quay sang nói với muôn dịu dàng em có cần nói chuyện riêng với bạn không hay mình đến quán cà phê đằng kia ngồi một chút nhé muôn hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý Chúng tôi vào một quán cà phê. Tôi cố gắng đi chậm để chỉnh lại tóc tai quần áo. Suốt buổi, Duy để ý chăm sóc muôn từng chút một. Muôn hỏi tôi gì, tôi cũng chẳng nhớ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm Duy. Đến lúc muôn xin phép vào nhà vệ sinh, tôi giả vờ đáng thương. Muôn, nó sướng thật đấy. Tìm được một người tuyệt vời như anh Duy. Chẳng như em, thân gái ra nhà chẳng có ai nhờ cậy. Thế em chưa có bạn trai à? dạ chưa à? hay là anh duy cho em số điện thoại có gì cần nhờ em nhờ anh duy chạy qua giúp em được không em với muôn cũng là chị em tốt chắc nó cũng không có suy nghĩ gì đâu thôi được rồi em lưu số của anh lại có gì gọi anh nhé tôi lưu số của duy rồi cũng xin phép hai người về tôi lại vật lộn với mai anh mỗi ngày còn ông hùng đi công tác biệt tích ông ta chuyển cho tôi mấy chục triệu nhờ tôi chăm sóc mai anh tôi tức lắm tại sao tôi xinh đẹp như vậy lại phải ngồi đây hầu hạ một ông già và con của ông ta còn muôn có gì tốt hơn tôi cơ chứ tại ra nó lại tìm được một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có giống như duy lại còn chiều chuộng nó nữa tôi bị sự ghen tị làm cho tức điên lên đang tắm cho mai anh con bé nghịch ngợm hất nước vào người tôi làm tôi dường như bùng nổ tôi lôi nó ra khỏi bồn tắm rồi đánh vào đít nó càng đánh tôi càng hăng cho đến khi con bé khóc không ra tiếng tôi mới thôi Tôi lôi nó vào phòng ngủ trợn mắt nhìn nó Mày có câm mồm vào không? Bố mày còn lâu mới về Mày có muốn tao tát cho mấy cái vào mặt không hả? Con bé sợ hãi nín bặt Nó chỉ dám nức lên từng tiếng Mông của nó đỏ lửa từng vết bàn tay của tôi Tôi cảm thấy hạ dạ lắm Tôi bắt nó nhịn đói đi ngủ Tối đó tôi nhắn tin cho Duy Anh trả lời lại ngay Tôi buông lời tán tỉnh ớm mờ anh duy khéo thật đấy cái gì cũng biết cả lại còn giàu có sao em biết là anh giàu có nhìn anh đẹp trai phong độ giống như công tử thế kia không giàu có cũng là người thành đạt em thật là biết ăn nói em có khéo thế nào cũng chẳng bằng cái muôn anh duy chiều nó thế cơ mà thế em có muốn được anh chiều chuộng không nào tôi thấy duy đã dính mồi tôi vui lắm tôi hẹn anh đi cà phê Tôi và Duy lén lút nhắn tin rồi hẹn hò với nhau. Duy chết mê chết mệt cái vẻ gợi cảm, chiều chuộng người tình của tôi. Mỗi lần lên giường với tôi, Duy lại càng si mê tôi hơn. Tôi và Duy như một đôi tình nhân mặn nồng. Tôi mập mờ với Duy chuyện chia tay muôn để đến với tôi. Mỗi lần như vậy, Duy cũng chỉ ậm ừ không nói. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Có thể anh ta vẫn chưa yêu tôi nhiều như muôn. Nhưng không sao, tôi sẽ khiến anh ta chết mê chết mệt tôi mỗi lần đi với duy tôi lại khóa mai anh ở trong nhà mở tivi mua đồ ăn hộp rồi đổ vào cái tô cho nó nếu đến tối tôi về nhà cửa lộn xộn tôi sẽ đánh vào đít nó đến khi nào tím bầm mới thôi mai anh rất sợ tôi nó phải hầu hạ và làm theo lời tôi sai bảo hôm ấy tôi lại đi nhà nghỉ với duy sau một trận cuồng nhiệt tôi với duy thủ thì anh ngủ với em như vậy mà không muốn cho em một danh phận sao? Có chứ, nhưng đời anh chia tay muôn đã, dạo gần đây cô ấy đang buồn chuyện công việc, anh cũng không nỡ. Anh đúng là thương người ta quá đấy, anh thương nó hay là thương em hơn? Tất nhiên là anh thương em hơn, nhưng em phải hiểu cho anh một chút chứ, bé yêu à. Dì dỗ dành tôi, anh hứa sau này sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình, sẽ cho tôi một đám cưới trong mơ một cuộc sống như bà Hoàng. Tôi nét vào người anh gật đầu. Tôi về nhà khi trời đã khuya, vừa mở cửa, tôi đã thấy nhà tối đen. Mở điện thì đồ ăn vương vãi khắp nơi. Tôi nghiến răng lên kèn két rồi hét lớn. Còn mày đâu? Mày ra đây. Ta bảo mày ở nhà như thế nào? Đáp lại lời tôi là bóng dáng ông Hùng bước ra. Tôi sợ tái mặt nhưng vẫn kịp chống chế. Ờ, sao anh về sớm vậy à? Không phải còn một tuần nữa anh mới về à? Còn đâu rồi anh? Để em nấu cơm cho anh ăn nhé. Ông Hùng không nói gì. Ông đi đến tát tôi một cái thật mạnh vào mặt. Tôi ôm mặt sưng vù ngã ra sàn. Ông Hùng mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tao sẽ giết mày. Sao mày dám hành hạ con gái tao? Tôi sợ hãi lùi lại mặt biến sắc nhưng vẫn không ngừng bao biển. Anh nói gì em không hiểu. Ai làm gì mai anh ạ? À? Mày giỏi lắm, ai cho mày đánh nó bầm tím hết cả người ai cho mày dám bắt con tao ăn đồ ăn hộp hết hạn hả con đàn bà rắn độc này tao đánh chết mày ông hùng lao đến nắm lấy đế tóc tôi tôi đau quá vùng vẫy miệng kêu lên oan uổng em vẫn cho con ăn đồ ăn bình thường mà anh anh hiểu lầm em rồi hiểu lầm mà nếu hôm nay tao không về sớm thì con tao ai cứu nó hả mày ăn giùm tao xem mày có bị làm sao không Nói rồi ông ta cầm đĩa đồ hộp trên bàn mà sáng nay tôi đổ vội ra cho Mai anh. Ông ta cậy miệng đổ vào mồm tôi. Mùi chua thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi nôn ra. Cả người tôi bị đồ hộp hết hạn đổ lên người. Ông ta rít lên. Tao sẽ đưa mày vào tù. Ông dám? Tôi quắc mắt lên nhìn ông ta. Tôi thách ông đấy. Nên nhớ ông ngủ với tôi khi tôi mới 16 tuổi. Ông không muốn vào tù chung với tôi chứ? ông hùng mặt khẽ biến sắc ông ta rít lên đúng là con đàn bà thâm độc mày là tao sớm nhận ra bộ mặt của mày không rước mày vào cái nhà này ông hùng tát tôi thêm hai cái rồi đuổi tôi ra khỏi nhà tôi nghiến răng nhìn ông ta ông tưởng là tôi cần ông chắc cái thứ già dê cốt ngay tôi thất thểu đi về nhà trọ quần áo bốc mùi vị kinh tởm của đồ hộp khiến tôi buồn nôn mặt mũi thể sưng vù. Tôi thầm nghĩ, đúng là ngu, mà biết đồ hỏng vẫn ăn, rồi để bị ngộ độc thì đúng là đáng kiếp. Sau khi tắm rửa, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Duy, nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời. Tôi lại nghĩ tủi nhục ngày hôm nay, tôi nghiến rằng lấy điện thoại nhắn tin cho ông Hùng. Nếu ông không muốn tôi cho công an xem mấy bức ảnh giường chiếu của tôi với ông, thì ông biết phải làm gì rồi đấy. Hãy khôn ngoan, mà nghĩ đến sự nghiệp và đứa con gái bé bỏng của ông đi. Tôi gửi kèm hình chứng minh thư của tôi cho ông ta. Một lúc sau điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, nhưng tôi không nghe máy. Ông Hùng nhắn tin lại cho tôi. Đồ chó đẻ, mày cầm lấy tiền rồi khút khỏi cuộc đời tao. Ông Hùng chuyển cho tôi 100 triệu. Tôi chật lưỡi hít hơi, nhưng mà thôi cũng được. Con gái ông ta vì tôi mà phải nhập viện. Nếu như bây giờ đòi nữa, Ông ta lại thuê xã hội đen xử tôi thì khốn. Mấy ngày sau, Duy mới gọi lại cho tôi, anh hẹn tôi đi chơi, nằm trong vòng tay anh tôi hờn dỗi. Mấy ngày nay anh đi đâu mà mất biệt tích thế? Không nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho em. Mấy ngày nay công ty gia đình anh có việc gấp, anh cần phải giải quyết. Anh xin lỗi bé nhé. Công ty anh làm sao ạ? À? Nói ra thì em cũng chẳng giúp được gì, lại làm em thêm lo nên thôi. Anh cứ nói đi, nhỡ đâu em lại giúp được gì. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại đòi giúp đỡ Duy. Tôi thì có cái gì cơ chứ? Dường như Duy là cái phao cứu sinh duy nhất của tôi lúc này, nên tôi muốn để anh ta thấy tầm quan trọng của tôi, mà đá đít muộn, giúp tôi về đường đường chính chính. Duy thở dài. Công ty anh đang có dự án mấy nghìn tỷ, nhưng mấy này anh kẹt vốn quá, xoay mãi vẫn thiếu mấy trăm triệu. Dự án này mà thành công, thì anh phải lời gấp mấy lần Mấy nghìn tỷ cô á Đúng vậy Nhưng mà chắc phải bỏ thôi Ngày mai hết hạn rồi Mà còn mấy trăm Anh lo xoay chưa kịp Duy thở dài Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc rồi nói Em sẽ cho anh mượn Em có một trăm triệu Duy nhìn tôi mừng rỡ Thật không em Vậy thì tốt quá Anh hứa sau khi dự án thành công Anh sẽ trả em gấp 10 lần Tôi mừng rỡ Gấp 10 lần của 100 triệu Thì có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến thật Duy dục tôi chuyển tiền cho anh Để anh chuyển cho người ta kẻo không kịp Tôi liền chuyển ngay Thế nhưng tôi chưa kịp vui mừng Thì mấy ngày sau Duy lại biến mất Tôi nhắn tin gọi điện mãi không được Một tuần trôi qua Tôi vô cùng sốt ruột, nóng lòng Lòng tôi cứ nóng như lửa đốt Tôi đành phải gọi cho Muôn Alo, mày gọi tao có gì không? à thì tao muốn hỏi thăm anh duy người yêu mày mày hỏi người yêu tao làm gì mà thôi bọn tao chia tay rồi sao thế chia tay rồi á khi nào vậy thì mới đây thôi vậy mày biết công ty của anh duy ở đâu không công ty nào mày nói cái gì đấy thì công ty của nhà anh ấy anh ấy nói với tao là nhà có công ty xây dựng cơ mà mày có nhầm không đấy duy nó làm công nhân làm chung công ty với tao mà từ ngày yêu nhau Nó nghỉ làm ở nhà ăn bám tao Tao mới bỏ nó tháng trước Cái gì cơ Vậy còn tiền của tao thì sao Tiền gì Mày nói gì thế Tiền tao đưa cho anh nghĩ đầu tư Hôm trước Ở với nhau anh ý đã hứa mà 100 triệu của tao Đầu dây bên kia im lặng một lúc một lạnh lùng nói Mày gặp với Duy Sao lưng tao hả dối Tôi giật mình Mặc trong muôn gọi thằng tên của mình Nhưng tôi cũng chẳng kịp quan tâm Nhận ra mình đã bị hớ Tôi liền lấp liếm Không có đâu, mày suy nghĩ nhiều rồi Bọn tao chỉ là bạn bình thường thôi Tôi nghe tiếng muôn cười nhạt Nó nói giọng mỉa mai Đến cả người yêu của người bạn đã từng giúp đỡ mày Mà mày cũng không tha Tao đúng là có mắt như mù Mày bị thằng khốn nạn nó lừa Cũng là đáng kiếp lắm sau này coi như tao với mày không quen biết nhau Muốn dập máy để lại tôi với tâm trí dối bời Bây giờ thì tôi chẳng còn gì cả Không tiền, không tình Cũng chẳng có đại gia nào hết Ngay cả muôn cũng tuyên bố từ mặt tôi Tôi chửi thề Đúng là số nhỏ mà Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn Và tôi thì vẫn cần tiền để dài Mấy ngày sau đó tôi lên mạng tìm trai giàu Rồi ăn mặt thật xinh đẹp Lợn lờ mấy quán cà phê sang chảnh để câu đại gia. Nhưng dường như vận xui của tôi cứ đeo bám mãi. Cả tháng trời tôi chẳng kiếm được mối nào. Tiền đã cạn, tôi chỉ đành ăn mì tôm. Chả nhẽ xinh đẹp như tôi mà phải làm gái đứng đường, làm công nhân hay là quay về với nghề bưng bê, rửa chén. Đã quen sống trong sùng sướng, tiền tiêu không phải nghĩ mà giờ phải cật lực đi làm để bòn từng đồng lẻ thì thả giết tôi còn hơn. Đang không biết phải kiếm tiền ở đâu Thì ông trời run rủi kiểu gì Cho tôi gặp được Thắng Một lần đang ăn ở quán lề đường Thì Thắng tới bắt chuyện Chào cô em xinh đẹp Cho anh làm quen nhé Chào anh, có chuyện gì anh nói nhanh đi Nhìn hắn tôi biết ngay Hắn làm nghề gì Nên cũng chẳng phải vòng vo nhiều Hắn cười thích thú nhìn tôi Cô em có muốn vào quán anh làm không Tiền bạc em không phải lăn tăn xinh đẹp như em chẳng mấy chốc mà đổi đời tôi nghe cũng thấy hợp lý điền gật đầu đồng ý thắng đưa địa chỉ cho tôi rồi hẹn ngày mai qua làm công việc này tôi cũng đã biết sơ sơ ngày còn cặp với ông hùng tôi cũng thường lui vào mấy quán karaoke đèn mờ này các cô gái sẽ được lựa chọn để rót bia ôm rồi ôm ấp khách nhường thực tế phũ phàng hơn nhiều tôi phải tiếp khách không kể là béo lùn xấu xí hay hồi hám vì tôi là gà mới lại xinh đẹp Nên khách chọn tôi liên tục Mấy ngày đầu Lúc nào tôi cũng say khướt Người mềm nhũn đứng không vững Mấy tay khách dê rồm Còn đòi lột cả quần áo của tôi Mà hành sự ngay trong quán Tôi sợ chết khiếp Mấy lão khách to béo ục ịch lại hôi hám Bàn tay thổ giáp Cứ tham lam sở soạn khắp người Khiến tôi nổi cả da ốc Tôi cắn răng chịu đựng Đã chọn nghề này thì chẳng có đường lui tiền tôi được bo nhiều nên cũng coi như là an ủi phần nào cho đến một ngày tôi gặp được lão đức lão ta si mê nhan sắc xinh đẹp của tôi nên ngỏ ý muốn bao nuôi tôi lão đức đầu hói lại bụng phệ thêm cả dê xồm nên tôi không đồng ý thấy vậy ngày nào lão cũng tới quán chọn tôi so với việc ở quán phục vụ lão ta mà tiền phải chia với thẳng thắng thì tôi lựa chọn làm tình nhân của lão còn hơn thế là tôi lại cặp với lão đức Lão Đức rất dê, lại không biết chiều chuộng bạn tình. Mỗi lần ngủ với lão, người tôi lại đau ê ẩm mấy ngày liền. Tôi bỗng nhớ tới ông Hùng, rồi chật lưỡi tiếc nuối. Tuy gần bằng tuổi nhau, thế nhưng ông Hùng lại khác hoàn toàn với lão Đức. Ông phong độ, vóc dáng lại khỏe mạnh, thon gọn như trai trẻ. Lúc lên giường, ông lại chiều chuộng tôi như bà hoàng. Nhưng mà bây giờ việc đã lỡ, nên tôi cũng chẳng dám quay lại tìm ông Hùng nữa. Lão Đức có một bà vợ rất dữ Lão kể bà ta rất tinh ý Nên tôi phải cẩn thận Khi nào đi với lão tôi cũng phải bịt kín mít Chẳng thể nào khoe được khuôn mặt xinh đẹp của mình Thì thoảng Lão nói dối vợ là đi công tác Rồi dẫn tôi đi chơi Nhưng một cô gái xinh đẹp Đi cạnh một lão già xấu xí Thì lại là đề tài bàn luận của mọi người xung quanh Họ xì xào bàn tán tôi Lúc đầu tôi hơi khó chịu Nhưng rồi cũng dần quen Tôi chẳng quan tâm người ta nói gì nữa Chỉ cần có tiền là được Tôi ăn phận ở bên cạnh lão Đức Nhưng mà chuyện gì đến cũng đến Vợ lão Đức biết tôi cặp với lão ta Mụ ta tìm đến tận phòng trọ để lùng tôi Tôi sợ hãi trốn chui trốn lùi Lão Đức tuy già và xấu thật Nhưng lão ta lại rất si mê tôi Lão cho tôi tiền tiêu rất rủng rỉnh Chỉ cần tôi ống ẹo vài câu Là lão ta sẵn sàng rút ví cho tôi tiền ngay Thế nên mặc dù sợ vợ của lão Nhưng bỏ lão thì tôi lại tiếc lắm Hôm ấy đang ngủ trong phòng Thì vợ lão đến tìm Từ trong phòng tôi đã nghe tiếng mụ ta chửi bới Tôi chỉ kịp chạy tọt ra Chui vào lỗ thùng ở cuối bức tường nhà trọ Chui ra ngoài Thì người tôi lấm lem đất Người chỉ mặc độc một cái váy ngủ Nhưng tôi chẳng dám quay lại Cứ đi thơ thẩn loanh quanh chỗ trọ Mấy gã đàn ông đi qua thấy tôi Thì nuốt nước bọt Thân hình này nở căng mọng của tôi chỉ được che chắn sơ dài bởi chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Có mấy tên còn bạo dạn đến gần trêu ghẹo nhưng cái hạng nghèo hèn trong cái khu này thì còn lâu mới động được vào người tôi. Có mấy đứa choai choai thì dạn hơn, chúng nó phóng xe đi qua thật nhanh, chờ lúc tôi không để ý mà vỗ vào mông tôi một cái đau điếng. Tôi tức điên lên, tại cái mụ vợ của lão Đức mà giờ tôi khở như thế này. Chuyến này tôi sẽ cho mụ ta biết tay, mụ ta sẽ biết con lệ thu này không hiền để cho mụ ta bắt nạt mãi đâu tối hôm ấy tôi gọi điện cho lão đức hình như lão đang ở nhà hay sao mà tôi nghe giọng của lão lý nhí ngày mai anh gọi lại cho em được không hôm nay vợ anh lại đến chỗ em đấy anh xem thế nào đi chứ em không chịu được đâu thế à thôi để anh tính sau nha sau là sau thế nào anh phải mua cho em một căn nhà ở chỗ khác đi thôi Hôm nay em phải trèo tường, chảy hết cả da rồi đây này. Được rồi, được rồi. Ngày mai anh mua nhé. Anh hứa đi. Anh hứa. Tôi nghe vậy cười thầm trong bụng. Mẹ lão già dê này, sợ vợ nhờ chó, nhưng mà được cái dễ vòi tiền. Lão Đức mua cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp ở rìa thành phố. Đây trở thành địa điểm hẹn hò mới của tôi với lão. Bây giờ thì có mà tìm đằng trời, vợ lão cũng không tìm ra tôi Tôi trộm điện thoại của lão Đức Lấy số điện thoại của mụ vợ lão Đến lúc tôi làm cho mụ ta tức điên lên rồi Tôi nằm vắt vẻo trên ghế sofa sang trọng Tay cầm chùm nho Cắn từng trái Rất đùng đỉnh Mà bấm gọi cho vợ lão Đức Alo ai đấy Chào chị Chị là vợ anh Đức à Đúng vậy Cô là ai thế Tôi cười khanh khách Nhai một quả nho chín mọng rồi tiếp lời Em là ai chắc chị phải biết rõ rồi chứ nhỉ? Cô nhầm máy rồi nhé. Nhầm sao được à? Em gọi để hỏi chị đã nhận được mấy cái quần lót anh Đức để quên ở nhà em chưa ạ? À? Nhờ chị ra giùm em với nhé. Tay em mỏng manh lắm. Lỡ làm sao thì anh Đức lại sót. Cái con khốn khiếp này, tao sẽ băm mày ra từng từng mảnh. Cái thứ giật chồng. Mà kệ cho mụ ta chửi bới, tôi tắt điện thoại, rồi nằm dài ra sofa xem phim. Lòng hả hề lắm Rồi mụ ta sẽ còn phải điên lên nhiều lần nữa Tôi mới vừa lòng Mụ ta chọc nhầm tổ kiến lửa rồi đấy Mấy ngày sau cứ đều đặn sáng sớm Tôi sẽ gửi một tấm ảnh chụp với lão Đức Nửa kín nửa hở cho mụ vợ Mụ ta gọi đến tôi sẽ mở máy Nhưng vứt điện thoại sang chỗ khác Còn mình thì rung đùi mở tivi nghe Được mấy hôm thì lão Đức gọi cho tôi Giọng của lão có vẻ bực tức lắm Ai bày cho em chọc điên mụ vợ già của anh đấy Mấy hôm nay mụ ta muốn xé xác anh già đến nơi rồi Em có làm gì đâu Anh xem lại xem Hay là em chân dài nào mà anh bỏ quên làm ý chứ Dạo này anh chỉ cao với mỗi em Chưa có em nào khác đâu Em chả biết đâu Sao anh lại to tiếng với em Em đã nói em không làm mà Mặc dù nói chuyện qua điện thoại Nhưng tôi biết giờ này lão Đức đang vò đầu bứt tay Cái đầu hói cũng lấm tấm mồ hôi Thôi thôi anh biết rồi Bé ngoan của anh không làm được chưa? Anh phải đền bù cái gì cho em cơ? Được rồi, được rồi. Em cầm tiền đi mua sắm nha. Vâng ạ. À. Tôi cười thầm, đúng là ngu mà. Sau khi cầm tiền lão đức cho, tôi đi ăn đi chơi đến tận khuya mới về. Biết thế tôi đã không ngu ngốc mà chịu đựng mụ vợ của lão đến tận hôm nay. Nhưng mấy ngày sau lão đức mất tâm, tôi gọi điện nhắn tin cũng không được. Đến tận tuần sau, khi tôi cảm thấy lo lắng thì vợ lão ta gọi đến. Tôi cảm thấy có linh cảm xấu cho nên đã không nghe máy. Có tin nhắn đến là vợ lão Đức. Cưng đừng gọi cho lão chồng của chị nữa. Nó không dám đến tìm cưng nữa đâu. Kèm theo là hình ảnh lão Đức bị đánh sưng vù mặt mày, quần áo rách tả tơi, đang quỳ ở một góc trong phòng. Tôi sợ toát mồ hôi, nhưng vẫn cứng miệng, nhắn tin trả lời lại. Chồng chị mà chị không biết giữ, đúng là cái loại gái già rồi, chỉ hành hạ chồng là giỏi thôi Xem như tôi xui mới gặp chồng chị Vậy cưng không định nôn cái nhà lão Đã mua cho cưng sao Nhà nào Bà đừng có mà nói vớ vẩn Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh với mày Chống ngực của tôi đập thình thịch Tôi tự trấn an mình rằng Lão Đức sẽ không khai ra tôi đâu Lão béo đó si mê tôi như thế Chắc sẽ không dám hé răng nửa lời Với lại nhà này lão mua cho tôi Đứng tên tôi mụ già đó có quyền gì mà đòi lại tôi chật lưỡi vậy là lại phải đi tìm mối khác rồi mấy ngày sau mụ vợ lão đức liên tục gọi điện khủng bố tôi khiến tôi không thể nào chú tâm vào săn đại gia được tôi gọi cho mụ ta cao giọng mà chửi này mụ già đồ chết tiệt chồng của chị tôi không cần nữa mụ đưa về mà nuôi đừng có làm phiền con này hay mụ thấy tôi chưa gửi đủ quần lót cho lão mẹ mày con đĩ mày còn dám gọi tao chửi tao à còn gì mà con lệ thu này không dám bà nói thử xem mày nhất định không trả nhà đúng không tôi chả có cái nhà nào để trả cho bà cả được lắm mày cứ nhớ mấy lời mày nói mụ già điên tôi tức giận tắt máy rồi tháo sim vứt đi xem như tôi cắt đứt luôn với lão đức số nhỏ thật chứ tôi lật đật xuống nhà mua sim mới rồi tiện thể mua đồ ăn Vừa ra đến cổng trung cư Tôi đã thấy một toán người xăm trổ băm trợn đi đến Chính giữa là mụ vợ lão Đức Mụ ta thấy tôi Thì chỉ cho mấy tên đó đuổi theo tôi Tôi co giò bỏ chạy Nhưng sức con gái Không thoát nổi mấy tên đầu gấu ấy Bọn chúng nắm lấy cổ tay tôi Kéo tôi đến chỗ mụ vợ già Mụ ta thấy tôi đau đớn vùng vẫy Trong tay của tên côn đồ cao lớn Thì thấy làm hả hề lắm Mụ ta cao giọng mày có định ói cái nhà ra không bà bị điên à tôi không có cái nhà nào cả ái chà vẫn cứng miệng thật đấy thôi được nói rồi mụ ta rút ra một chai nước mỉm cười độc ác tôi chỉ thấy mấy tên côn đồ đứng xa tôi và xa mụ già nói một câu cái nhà đó xem như tao bố thí cho mày còn mày tao sẽ khiến mày không bao giờ làm tiểu tam được nữa còn đĩ rồi mụ ta hất chai nước vào mặt tôi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mặt tôi bỏng rát tựa như tôi đang chảy ra tôi rú lên đau đớn khuôn mặt tôi bị nhúng vào một chậu lửa khổng lồ tôi ngất đi khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong bệnh viện khuôn mặt tôi đau rát như ai lấy que than nóng dí vào tôi đau đớn dãy rụa gào thét bác sĩ lập tức chạy vào tiêm thuốc giảm đau cho tôi tôi không nói được chỉ ú ớ được vài tiếng tôi cảm giác như mình đã chết rồi ấy Mấy ngày sau thì mẹ tôi vào viện Thấy tôi quấn bằng trắng xóa Mà bà muốn ngất đi Bác sĩ đi vào nói chuyện với mẹ tôi Con gái bác bị người ta tạt axit Tuy đã đưa đến bệnh viện cấp cứu sớm Nhưng cả gương mặt đã bị hủy hoại Có thể phải trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu thuật nữa Thì bệnh nhân mới có thể nói được như bình thường Còn gương mặt thì Chúng tôi không dám khẳng định sẽ được như xưa nữa Mẹ tôi ngất đi khi nghe bác sĩ nói vậy Tôi cũng bàng hoàng khi nghe tin Mẹ tôi khóc bên giường tôi Còn làm cái gì mà để người ta hại ra nông nỗi này cơ chứ Hả con ơi Tôi đau đớn không biết nói gì Tôi phải bán căn chung cư lão đức mua cho Để làm phẫu thuật Tiền đã hết Mà tôi cũng chỉ nói được ngọng nghịu Môi của tôi bị biến dạng Cơ mặt dường như bị phá hủy Đã mấy tháng trôi qua Mà tôi không dám soi gương Tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi Khi thấy mình như một con quỷ đã nhiều lần tôi muốn tìm tới cái chết Nhưng tôi vẫn không làm được Quá cay đắng Tôi theo mẹ về quê Rau cháo qua ngày Về đến bàn Tôi nghe người ta sầm xì bàn tán Nó á Làm đĩa trên thành phố Nên bị người ta tạt axit đấy Thật không? Lại chả thật à Cái muôn nó nói với tôi mà Bộ cái muôn nó còn cướp đấy Ờ, bị vậy thì cũng đáng nhỉ Vậy là giờ đây tôi phải sống với khuôn mặt ác quỷ và vết nhơ này đến hết đời. Chỉ thương mẹ tôi. Mới có mấy tháng mà lưng bà đã còng đến sát đất. Đi đâu bà cũng không dám ngừng đầu lên nhìn người ta. Bố tôi thì bỏ đi biệt tích. Hai đứa em cũng chẳng dám đi học vì sợ chúng bạn trêu cười. Chúng cứ quanh quẩn với con trâu con lợn rồi lại đưa mắt sợ hãi nhìn tôi đang ngồi trong xó bếp. Bây giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn. Tôi đã trượt dài trong vũng bùn của dục vọng Đồng tiền đã làm tôi mở mắt Thật là cay đắng Và chua sót làm sao